Đây. Đây đây, chúng ta thấy chữ solver chưa? Rồi chúng ta kiểm tra thử trên máy của chúng ta đã có chưa? Có bạn nào chưa có không? Các bạn nào không có không? Dạ Dạ em chưa. không thấy thầy rồi. Rồi, bây giờ là nếu mà chưa có thì các em vào cái chỗ gọi là tool. Tôi không biết nghe máy tôi thì nó có một cái gọi là tool, có nghĩa là dụng cụ á. Không biết ở đây có không? Vô đây. Ở trong cái tool nó có từ Excel add-in. Đây, mình lấy ví dụ này. Rồi, các bạn nào chưa làm được không? Rồi, bạn Ngọc Mai thì đã có rồi, bạn Giang Linh có chưa? Dạ chưa. À vậy thì các em coi trong cái tài liệu Excel mà cái ứng dụng Excel trong bài toán tiếng Tin á, nó có một cái phần hướng dẫn các em tải. Cái solver ở trong Excel á. Rồi bạn Dương Phạm Tú Anh đã gửi cho các em cái cách đó, file your option, your add-in, your Excel add-in, Go Solver add-in, ok đó. Tại vì cái máy mình, mỗi máy nó có một cái kiểu khác nhau. Go file option được chưa? Cái file Excel mình có gửi cho bạn bạn Nguyên á, bạn Nguyên đã gửi cho các em chưa trong cái file Excel? Thì tí nữa chúng ta sẽ làm trên cái file Excel này, thì các em mở cái file Excel mà nó gọi là thực hành một á, mình gửi cho các em. Thì cứ mỗi buổi thực hành mình sẽ gửi cho các em một cái file thực hành riêng. Bữa nay hôm nay thì chúng ta tôi gửi cho các em gọi là thực hành một, ngày mai thì chúng ta sẽ mình sẽ gửi cho các em thực hành hai, và chúng ta có bốn vấn đề liên quan trong các hoạt động chuỗi cung ứng, thì mình sẽ gửi cho các em bốn cái file Excel. Thực ra thì trong cái file này thì mình cũng đã
làm rồi, mình đã thực hiện rồi, tí nữa thì mình sẽ thực hiện lại để cho các em biết, và chúng ta cũng nắm và chúng ta cũng thực hành nhiều để mà chúng ta dễ có thể làm bài tập cũng như bài thi. Rồi rồi, nói chung là tóm lại thì ai cũng đã mọi người cũng đã tải được cái file về rồi đúng không? Thì thực ra thì cái môn quản trị chuỗi cung ứng hay còn gọi là thực ra thì nó là một cái ngành, thì cái mục tiêu á, chúng ta cần lưu ý ngay cái mục tiêu mà của cái môn quản trị cung ứng này đó, cũng như là sự ứng dụng của nó trong trong hoạt động sản xuất kinh doanh á, thì cái mục tiêu tối thượng của quản trị chuỗi cung ứng là nó tối đa hóa toàn bộ cái giá trị chuỗi cung ứng. Thì hôm nay chúng ta có thể hiểu rằng là gì, đối với hầu hết các cái chuỗi cung ứng thì giá trị của chuỗi tạo ra thì nó có liên quan mật thiết đến cái lợi nhuận chuỗi cung ứng, người ta gọi là supply chain surplus đó, tạo ra. Thì cái giá trị hay là lợi nhuận của một chuỗi cung ứng thì hôm nay chúng ta có thể hiểu được là gì, chỉ có thể có được từ nguồn thu nhập duy nhất, đó là gì, là dòng tiền của khách hàng. Có nghĩa rằng là gì, khách hàng họ trả tiền thì cái dòng tiền đó mới tạo ra được cái lợi nhuận và giá trị của một chuỗi cung ứng, chứ nếu mà không có cái dòng tiền mặt của khách hàng thì cái giá trị chuỗi cung ứng là bằng không. Do đó thì cái giá trị này nó được tạo ra từ sự chênh lệch, từ sự chênh lệch gì, là giữa cái doanh thu bán sản phẩm đúng không ạ, và chi phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng sản phẩm, cũng là cái khoản chênh lệch giữa giá trị sản phẩm mà khách hàng mua, chúng ta gọi là giá trị khách hàng đó, customer value đó, với tổng cái chi phí phát sinh trong chuỗi để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Thì theo cái quan điểm của Chopra, thì ở đây ông mới định nghĩa, có nghĩa rằng là ông tính cái giá trị chuỗi cung ứng, các em có thể theo dõi ở trên cái slide đó, là giá trị chuỗi cung ứng bằng giá trị khách hàng trừ cho chi phí của chuỗi cung ứng. Do đó thì cái vấn đề là gì, giá trị chuỗi cung ứng này càng cao khi mà gì, chi phí chuỗi cung ứng càng thấp đúng không ạ. Nói cách khác thì toàn bộ ý tưởng của quản trị chuỗi cung ứng là gì, là cung cấp các cái giá trị tối đa nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đồng thời nó đem lại cái lợi nhuận lớn nhất cho các thành viên trong chuỗi cung ứng. Và trong một cái chuỗi cung ứng thì chỉ có một cái nguồn lợi duy nhất thu được, đó là từ hoạt động bán sản phẩm. Nếu mà chúng ta không, đúng không ạ, nếu mà chúng ta không có bán sản phẩm, khách hàng không có mua sản phẩm của chúng ta, thì cả một cái chuỗi cung ứng đó không có gì, không có tạo ra lợi nhuận. Do đó chúng ta cần lưu ý rằng gì, trong một chuỗi cung ứng chỉ có một cái nguồn lợi duy nhất thu được là từ hoạt động bán sản phẩm ở đầu ra, khi mà gì, người tiêu dùng chấp nhận mua sản phẩm. Và vấn đề là giá trị chuỗi cung ứng này càng cao, tất nhiên rồi, tôi nói rồi, một cái sản phẩm thì chúng ta thấy rằng là gì, nó có một cái giá gọi là gì, cố định rồi. Do đó thì giá trị chuỗi cung ứng này chỉ có thể gì, tạo ra một cái giá trị càng cao khi gì, chi phí chuỗi cung ứng càng thấp đúng không ạ. Dẫn đến là gì, tất cả các cái khoản chi trả giữa các cái tổ chức, nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, các cái chi phí mà tạo ra trong suốt các cái quá trình, các cái giai đoạn của chuỗi cung ứng, của tổ giữa các cái tổ chức hay là cá nhân hợp tác với nhau trong chuỗi cung ứng, chỉ là những gì, khoản trao đổi và nhiệm vụ. Thực ra thì nhiệm vụ của một cái người quản trị chuỗi cung ứng là làm thế nào cho cái chi phí phát sinh trong chuỗi là nhỏ nhất. Thì ở đây mình cũng mình giới thiệu lại cho các em, đúng không ạ. Trong một chuỗi cung ứng điển hình thì nó gồm có, thứ nhất là gì, chúng ta có thể tham theo dõi cái hình này. Thứ nhất là gì, nguyên vật liệu được mua, đúng không ạ. Nguyên vật liệu được mua thì ở một hoặc là nhiều nhà cung cấp, do đó chúng ta thấy rằng là gì, chi phí đầu tiên nó tính vào chi phí chuỗi cung ứng, đó là gì, chi phí mua nguyên vật liệu, đúng không ạ. Và thì chi phí mua nguyên vật liệu này, thì nguyên vật liệu chúng ta biết được rằng là gì, nó được mua ở một hoặc là nhiều nhà cung cấp. Rồi cái chi phí thứ hai nó phát sinh liên quan trong cái chi phí chuỗi cung ứng mà chúng ta cần biết, đó là gì, sau khi mua nguyên vật liệu từ các nhà cung ứng thì chúng ta phải gì, vận chuyển các cái nguyên vật liệu này tới gì, tới cái nhà máy sản xuất, đúng không ạ.
Ở cái nhà máy sản xuất này thì cái chi phí chuỗi cung ứng nó phát sinh ra một cái chi phí gọi là chi phí sản xuất, mà trong cái giá khi mà chúng ta học cái môn quản trị chuỗi cung ứng quản trị sản xuất á, thì đa số cho người ta chúng ta tính toán liên quan đến các cái chi phí sản xuất, đúng không ạ? Rồi ngoài ra thì sau đó thì sau khi mà sản phẩm này họ họ tạo ra từ nhà máy sản xuất, có nghĩa là thành phẩm, thì nó sẽ được vận chuyển đến cái nhà kho để lưu giữ ở cái giai đoạn trung gian. Các cái nhà kho này thì chúng ta có thể hiểu đó là các cái trung tâm phân phối, thì để mà vận chuyển các cái hàng hóa, các sản phẩm cuối cùng này từ nhà sản xuất tới nhà phân phối hay là các cái nhà kho trung gian, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng phát sinh ra các cái chi phí liên quan đến vấn đề là vận chuyển. Rồi ở các cái nhà kho này, đúng không ạ, hàng hóa được để trong kho mục đích là gì? Chờ để gì? Bán cho khách hàng. Thì tất nhiên rồi, một sớm một chiều chúng ta không thể bán được, dẫn đến là gì, hàng hóa có thể gì ở trong kho trong một khoảng thời gian nhất định, đúng không ạ? Thì khi mà hàng hóa này ở trong kho trong một khoảng thời gian nhất định thì nó phát sinh ra cái chi phí gọi là chi phí gì, tồn kho. Rồi sau khi mà hàng hóa được khách hàng mua thì từ nhà phân phối, tôi lấy ví dụ như là từ nhà phân phối, thì họ sẽ cái đối tượng khách hàng của họ chủ yếu là gì, các cái nhà bán lẻ, đúng không ạ? Thì cũng phải phát sinh ra các cái chi phí vận chuyển để mà vận chuyển hàng hóa này từ nhà kho hoặc là trung tâm phân phối đến khách hàng, dẫn đến chúng ta thấy rằng là gì, chi phí chuỗi cung ứng chúng ta có thể coi như là gì, gồm các cái loại chi phí chẳng hạn như là chi phí nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất. Rồi vấn đề là gì, khi mà ở nhà sản xuất thì nó sẽ phát sinh ra cái chi phí gọi là chi phí sản xuất, đúng không ạ? Rồi trong trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp nguyên vật liệu tới cái gì, nhà sản xuất, hoặc là gì, từ nhà sản xuất tới nhà kho hoặc là trung tâm phân phối, cũng như là gì, từ nhà kho đến trung tâm phân phối đến tay khách hàng là các nhà bán lẻ, cũng như là gì, từ các nhà bán lẻ đến tay người tiêu dùng, thì chúng ta thấy rằng nó phát sinh ra một cái loại chi phí gọi là chi phí vận chuyển. Rồi ở các trung tâm phân phối cũng như là gì, ở các cái gì giai đoạn sản xuất thì nó sẽ phát sinh ra các chi phí tồn kho, chẳng hạn như là tồn kho về nguyên vật liệu, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là nhà sản xuất họ phải lưu trữ nguyên vật liệu để gì, sản xuất. Rồi tồn kho, khi mà hàng hóa đó ở nhà kho hoặc là trung tâm phân phối, thì tồn kho nôm na chúng ta hiểu là gì, tồn kho liên quan tới cái sản phẩm lưu trữ tại các cái trung tâm phân phối chờ để gì, bán tới tay người tiêu dùng. Do đó thì nôm na chúng ta có thể hiểu được rằng là gì, chi phí chuỗi cung ứng thì có thể bao gồm là gì, chi phí nguyên vật liệu đầu vào này, chi phí về vận chuyển này, chi phí về về sản xuất này, chi phí về tồn kho. Thì mục đích của cái các cái buổi thực hành thì chủ yếu là chúng ta sẽ làm thế nào để cho cái chi phí chuỗi cung ứng này là nhỏ nhất. Tất nhiên rồi, liên quan đến chi phí thì nó sẽ liên quan đến vấn đề là gì, chúng ta phải làm tối thiểu hóa cái chi phí, dẫn đến là gì, khi mà chúng ta làm tối thiểu hóa được cái chi phí đó rồi thì giá trị chuỗi cung ứng sẽ tăng lên, dẫn đến là gì, đảm bảo cho cái gì, chuỗi cung ứng nó hoạt động một cách hiệu quả. Thì đợt trước mình cũng giới thiệu cho các em rồi, liên quan tới vấn đề là hoạt động của chuỗi cung ứng á, thì chúng ta có bốn cái hoạt động chính, đó là gì, hoạch định, thu mua, sản xuất và phân phối. Thì ở mỗi cái hoạt động như thế này thì nó sẽ phát sinh ra các cái chi phí khác khác nhau, liên quan tới vấn đề là gì, ở chẳng hạn như là liên quan đến vấn đề hoạch định, thì chúng ta sẽ có các cái chi phí liên quan, chẳng hạn như là chi phí liên quan đến vấn đề là tồn kho, đúng không ạ? Đợt trước thì mình ở những năm trước thì mình có thực hành liên quan đến vấn đề là dự báo nhu cầu. Tuy nhiên thì năm nay trở đi thì tại vì vấn đề là chúng ta cũng đã được học cái phần gọi là dự báo nhu cầu ở trong môn quản trị sản xuất rồi, cũng như là sắp tới hết năm nay còn một năm cuối nữa thì chúng ta sẽ lấy một số môn, trong đó có một môn gọi là môn dự báo trong kinh doanh. Thì nếu mà các em mà tại vì vấn đề là ở trong môn quản trị sản xuất chúng ta cũng đã học rồi, rồi ở môn này thì tôi cũng tiến hành thực hành rồi, sau đó chúng ta lại học ở môn trong dự báo trong kinh doanh nữa, thì dẫn đến là nó bị lặp đi lặp lại, dẫn đến là gì, trong cái chương trình học năm nay thì tôi không có đưa cái phần thực hành liên quan đến dự báo về nhu cầu vào nhu cầu vào, mà chúng ta sẽ chủ yếu rằng là gì, tập trung vào các hoạt động chính ở trong chuỗi cung ứng mà thôi. Thì trong cái hoạt động trong cái hoạt động trong cái hoạt động đầu tiên đó là hoạch định, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quản
quản lý về tồn kho. Thì thực ra thì định giá về sản phẩm á, thì các em cũng đã được học ở trong môn quản trị marketing rồi, tại vì cái môn đó thì cái vấn đề liên quan định giá sản phẩm thì rất là cụ thể, thì mình cũng không có lặp lại nữa, để mà gì tránh cái vấn đề là lặp lại các cái kiến thức đã học ở các môn học khác. Do đó thì vấn đề là mặc dù ở trong cái môn học quản trị sản xuất thì chúng ta cũng có một phần liên quan đến vấn đề quản lý tồn kho, thì quản lý tồn kho này nó rất là quan trọng trong suốt chuỗi cung ứng. Dẫn đến là ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các em liên quan tới cái hoạch định tồn kho, thì chúng ta sẽ tính cái số lượng hàng hóa, hay còn gọi là chúng ta sẽ phải xác định cái số lượng đặt hàng ở trong cái hoạt động hoạch định này. Cái phần thứ hai, cái hoạt động thứ hai liên quan đến vấn đề thu mua, thì chúng ta sẽ thực hành thu mua, thì nó sẽ có một cái khái niệm là chúng ta sẽ thực hành liên quan đến lựa chọn nhà cung ứng. Có nghĩa là gì? Thu mua ở đây là cái giai đoạn chúng ta mua nguyên vật liệu đầu vào cho một cái quy trình sản xuất, dẫn đến là gì? Sẽ có rất là nhiều nhà cung cấp cái nguyên vật liệu đầu vào, thì trong cái phần thực hành liên quan đến vấn đề hoạt động thu mua, thì mình sẽ hướng dẫn cho các em các cái mô hình. Thực ra thì ở bốn cái hoạt động chuỗi cung ứng này liên quan đến việc thực hành thì mình giới thiệu cho các em các cái mô hình, chẳng hạn như là hoạch định thì chúng ta sẽ có cái mô hình liên quan đến quản lý tồn kho, thì chúng ta có cái mô hình các cái mô hình liên quan đến vấn đề là gì, tính cái số lượng đặt hàng. Mà một trong những cái mô hình mà chúng ta đã được học trong môn quản trị sản xuất đó là mô hình đặt hàng tồn kho kinh tế EOQ á. Thì thực ra thì ở cái môn học này thì mình không có hướng dẫn các em cái phương pháp đặt hàng theo cái mô hình EOQ, có nghĩa là Economic Order Quantity, có nghĩa là số lượng đặt hàng kinh tế. Tại vì cái mô hình đó thì nó tương đối là khá là cổ điển, và khá là nó có một số các nhược điểm, dẫn đến là dẫn đến là ở cái môn học này thì liên quan đến vấn đề là quản lý tồn kho, liên quan tới vấn đề là gì, xác định được cái số lượng đặt hàng, thì mình giới thiệu cho các em một cái mô hình mà hiện nay trong thực tế thì người ta sử dụng phổ biến hơn, đó là mô hình Warner và Wittin. Thì cái mô hình này thì được hai ông này, tại vì vấn đề là hai ông này ông thấy rằng là cái mô hình mà EOQ á, thực ra là mô hình EOQ là mô hình cổ điển nhất trong vấn đề là xác định cái số lượng đặt hàng kinh tế. Tuy nhiên thì vấn đề là hai ông thấy rằng là nó quá là không có thực thể hóa, dẫn đến là gì, có rất là nhiều mô hình, thực ra thì có rất là nhiều mô hình chứ không chỉ là riêng các cái mô hình này đâu. Tuy nhiên thì vấn đề là để mà đưa vào một cái mô hình nó tương đối là thực tế cho các em, thì mình cũng đã đọc một số các cái tài liệu, một cái số các bài báo, thì người ta cũng đã so sánh giữa các cái mô hình, thì người ta thấy rằng là cái mô hình của Wiener và Wintin thì nó hiệu quả hơn nhiều, đặc biệt liên quan đến vấn đề chi phí. Có nghĩa rằng là gì, khi mà áp dụng cái mô hình này trong vấn đề xác định số lượng hàng hóa mà chúng ta cần đặt, thì cái chi phí so với các cái mô hình khác thì chi phí ở cái mô hình này là gì, là thấp nhất. Dẫn đến thì tất nhiên rồi, cái mô hình nào mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho cái chi phí thấp nhất thì dẫn đến là nó tương đối hiệu quả hơn so với các mô hình khác, dẫn đến là trong cái liên quan đến vấn đề cái hoạt động hoạch định. Hoạch định ở đây là gì? Chúng ta phải xác định được cái số lượng, đúng không ạ, hàng hóa đầu vào cho vấn đề sản xuất, hoặc là nếu mà chúng ta là một trung tâm phân phối thì chúng ta cũng phải xác định được cái số lượng hàng hóa mà chúng ta cần mua. Rồi, bạn Phạm Thị Ngọc Thúy, mình thấy bạn bạn Thúy giơ tay. Bạn Thúy hình nhấn nhấn nhầm mà đây. Rồi, ok, mình cứ tưởng bạn có vấn đề. Rồi. Liên quan đến vấn đề là thu mua, thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các em một cái mô hình lựa chọn nhà cung cấp. Tất nhiên rồi, có rất là nhiều yếu tố để mà chúng ta có thể xác định được nhà yếu tố nào nhà cung cấp nào là uy tín nhất, chẳng hạn nên dựa vào cái vấn đề là giá cả, dựa vào vấn đề là uy tín, vừa là dựa vào vấn đề là chất lượng dịch vụ, cũng như là chất lượng của hàng hóa, thì chúng ta lựa chọn các cái nhà cung ứng. Tuy nhiên thì ở đây thì các em lưu ý rằng là gì, liên quan đến vấn đề thực hành thì chúng ta chỉ mình chỉ hướng dẫn cho các em dựa trên các cái mô hình định lượng, có nghĩa là chúng ta sử dụng các cái chỉ số
để mà chúng ta xác định thôi, chứ không phải rằng là ngoài cái chỉ số này ra ra thì chúng ta còn còn phải chúng ta còn còn, còn phải tìm hiểu đến nhiều các yếu tố khác trước khi mà chúng ta quyết định đến là chúng ta sẽ phải lựa chọn cái nhà cung cấp nào cung ứng cho cái hàng hóa cho chúng ta. Tuy nhiên thì các em lưu ý rằng là về cái phần thực hành ở đây thì chúng ta chỉ dựa vào cái vấn đề định lượng để mà chúng ta có nghĩa là gì. Định lượng ở đây liên quan đến vấn đề nhà, chẳng hạn như là liên quan đến vấn đề là tôi lấy ví dụ như là công ty hiện nay đang cần một lượng nguyên vật liệu là gì, 10 tấn thép, đúng không ạ? Thì vấn đề là tôi phải gì, hỏi, đúng không ạ, hỏi các cái nhà cung cấp là có thể cung cấp cho tôi được cái lượng hàng hóa đó hay không. Thì tất nhiên là các em lưu ý rằng là gì, khi mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta tìm các cái nhà cung ứng thì các nhà cung cấp này họ sẽ gửi cho chúng ta các cái báo giá, đúng không ạ? Báo giá nó liên quan tới vấn đề gì, trong cái báo giá thì nó liên quan đến vấn đề gì, giá cả của sản phẩm mà cái nhà cung cấp đó họ có thể cung cấp cho chúng ta, đúng không? Cái thứ hai là liên quan đến vấn đề là các cái chi phí đặt hàng, đúng không ạ? Chẳng hạn như là chúng ta đã học ở môn quản trị sản xuất về chi phí đặt hàng thì có thể là gì, liên quan đến vấn đề là chi phí về vận chuyển, chi phí về vấn đề là xác định đơn hàng, chi phí về cách liên lạc vân vân, thì người ta gọi là chi phí đặt hàng. Thì cứ ứng với mỗi nhà cung cấp này thì người ta sẽ có, chẳng hạn như là người ta sẽ cung cấp cho chúng ta một cái bảng báo giá. Trong bảng báo giá thì nó sẽ gồm cái gì, giá của sản phẩm đó, đúng không ạ? Chi phí liên quan gồm cái chi phí chẳng hạn như là chi phí đặt hàng, chi phí về vận chuyển, đúng không ạ? Hoặc là gì, cái lượng, chẳng hạn như là cái sản lượng tối đa mà cái nhà cung ứng đó có thể cung cấp cho chúng ta. Thì chúng ta dựa trên các cái yếu tố đó, tôi lấy ví dụ như là chúng ta có 10 nhà cung ứng, đúng không ạ? 10 nhà cung cấp người ta gửi cho chúng ta 10 cái báo giá như vậy. Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái mô hình định lượng, có nghĩa là gì, dựa trên cái số lượng, dựa trên cái gì, chỉ số mà họ cung cấp cho chúng ta, chúng ta dựa áp dụng vào các cái mô hình để mà chúng ta gì, lựa chọn ra được một cái nhà cung ứng dựa trên các cái chỉ số mà họ cung cấp cho chúng ta hợp lý nhất. Thì các em cần lưu ý rằng là gì, ở cái vấn đề thực hành này thì một trong những cái, thực ra thì hiện nay có rất là nhiều phần mềm có thể áp dụng để gì, tính toán ra ra các cái chỉ số để chúng ta có thể gì, dựa vào đó để chúng ta lựa chọn ra được cái nhà cung cấp nào phù hợp nhất. Tuy nhiên thì một trong những cái mô hình, một cái trong những cái mô hình mà có thể áp dụng để mà có thể giải quyết bài toán này nó một cách đơn giản và không tốn chi phí, đó là một cái phần mềm gọi là phần mềm Excel. Trong Excel Solver, trong Excel thì nó có một cái phần gọi là phần Excel Solver là gì, là một cái mô hình dùng để giải các cái bài toán tối ưu. Thì đó lý do tại sao mà trong suốt cái các buổi thực hành thì các em chỉ sử dụng một cái phần mềm đó thôi, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng Excel Solver để tìm ra cái bài toán tối ưu. Cái bài toán tối ưu liên quan tới vấn đề hoạt động chuỗi cung ứng ở đây là gì, chúng ta làm thế nào chúng ta lựa chọn ra được những cái những cái bài toán làm thế nào cho gì, cho cái chi phí quản trị chuỗi cung ứng là thấp nhất. Cái thứ ba thì liên quan đến các hoạt động sản xuất, thì thực ra là các em lưu ý là như thế này, hoạt động sản xuất thì chúng ta đã học ở trong môn quản trị sản xuất rồi, do đó thì vấn đề làm cũng có những cái bài toán liên quan đến vấn đề sản xuất. Thì tí nữa thì tôi cũng hướng dẫn một số bài cơ bản thôi, chứ nó không có đi sâu giống như là trong quản trị sản xuất. Do đó thì chủ yếu trong thực hành chúng ta tập trung vào bốn vấn đề. Thứ nhất là gì, liên quan đến vấn đề hoạch định thì chúng ta sẽ xác định, mình sẽ cung cấp cho các em cái mô hình gọi là Winner và Winthin để mà chúng ta xác định được cái lượng đặt hàng tối ưu, để sao cho cái chi phí mà chúng ta bỏ ra trong vấn đề đặt hàng là thấp nhất. Cái liên quan đến vấn đề hoạt động thu mua thì tôi sẽ cung cấp cho các em cái mô hình để mà chúng ta có thể lựa chọn được cái nhà cung cấp mà có thể cung ứng cho chúng ta hàng hóa với cái chi phí thấp nhất. Rồi sản xuất thì ở đây thì cái mô hình sản xuất thì mình, các em đã được học ở trong môn quản trị sản xuất rồi, thì cũng để tránh cái sự trùng lập thì mình cũng không có thực hành liên quan đến phần này. Rồi cái phần thứ ba mà chúng ta thực hành đó liên quan đến vấn đề là phân phối. Phân phối thì gồm có hai vấn đề, chúng ta sẽ thực hành liên quan đến vấn đề là
các cái bài toán phân phối sao cho đảm bảo rằng là về hàng hóa lưu thông trong suốt chuỗi cung ứng không bị ứ động. Và cái thứ hai liên quan đến vấn đề phân phối này thì chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn cho các em cái gọi là thiết kế một cái chuỗi, một cái mạng lưới phân phối hay là một mạng lưới cung ứng. Thì đó là bốn cái vấn đề mà chúng ta sẽ bốn buổi hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cùng làm. Khi thi thì các em lưu ý như thế này, về thi thì chúng ta sẽ tôi sẽ cho các em có hai bài lớn thôi, và chúng ta sẽ làm trên Excel. Và để tránh cái trường hợp là chúng ta trong suốt quá trình thi chúng ta làm thì liên quan đến vấn đề là thi môn học này, thì tôi có thể kéo dài cho các em khoảng là 6 tiếng để mà chúng ta có thể làm hoàn thành tốt cái bài này. Đó là cái nội dung mà chúng ta sẽ làm. Thì liên quan tới cái vấn đề là hoạch định thì cái phần đầu tiên hôm nay thì chúng ta sẽ làm liên quan đến vấn đề là quản trị tồn kho. Thì các em lưu ý là như thế này, thì tầm quan trọng của tồn kho thì chúng ta cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta học ở cái môn quản trị sản xuất cũng như là trong khi mà tôi trình bày liên quan đến cái hoạt động hoạch định, đúng không ạ? Trong hoạch định thì có ba vấn đề chúng ta cần quan tâm, đó là gì? Dự báo nhu cầu, rồi định giá sản phẩm và vấn đề là quản trị tồn kho. Thì cái tầm quan trọng của quản trị tồn kho, nhu cầu về sự phối hợp của các cái quyết định tồn kho và các cái chính sách vận tải là hiển nhiên. Và như chúng ta đã biết là gì, một cái chuỗi cung ứng điển hình thì gồm có là gì, nhà cung ứng và nhà sản xuất, rồi những người có nhiệm vụ dịch chuyển nguyên vật liệu vào thành phẩm. Thì điều này ngụy rằng là tồn kho thì xuất hiện trong cái chuỗi cung ứng dưới một vài hình thức, chẳng hạn như là tồn kho về nguyên vật liệu, đúng không ạ? Có nghĩa là gì, tồn kho nguyên vật liệu đầu vào cho nhà sản xuất, rồi tồn kho trong sản xuất có nghĩa là trong quá trình sản xuất thì chúng ta cũng có tồn kho, chẳng hạn như là tồn kho liên quan tới vấn đề là các cái sản phẩm trung gian, có sản phẩm gọi là bán thành phẩm đó, đúng không ạ? Và cái tồn kho, một cái tồn kho thứ ba mà chúng ta cần quan tâm đó là gì, tồn kho thành phẩm. Để mà có thể vậy thì tại sao doanh nghiệp phải tồn kho ở các giai đoạn thì chúng ta cũng đã nắm được rồi. Tại vì những cái nhu cầu không mong đợi của khách hàng, rồi sự hiện diện của tính không chắc chắn về số lượng và chất lượng nguồn cung cấp, rồi chi phí của nhà cung cấp, rồi và thời gian giao hàng trong nhiều tình huống, dẫn đến là chúng ta cũng đã nắm sơ sơ về cái vấn đề này rồi. Liên quan tới vấn đề này thì mình cũng lướt qua thôi, tại vì chúng ta cũng đã được học kỹ ở trong môn quản trị sản xuất cũng như là trong cái phần hoạt động hoạch định, thì mình cũng đã giới thiệu cho các em là lý do tại sao mà doanh nghiệp phải tồn kho ở các giai đoạn. Thì ở đây thì các em cần lưu ý, chẳng hạn như là do cái nhu cầu không mong đợi của khách hàng dẫn đến là gì, để đáp ứng cái nhu cầu khách hàng tăng cao thì dẫn đến là các cái doanh nghiệp, các cái cá nhân, các cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng, chẳng hạn như là cần phải dự trữ một cái lượng hàng đảm bảo rằng gì, cung ứng cho khách hàng khi nhu cầu tăng cao. Rồi cái sự hiện diện của tính không chắc chắn về số lượng, đúng không ạ? Chất lượng nguồn cung ứng cung cấp, chẳng hạn như là vì một lý do nào đó, chẳng hạn như là nguồn cung ứng bị đứt gãy trong vấn đề là cung ứng về nguyên vật liệu đầu vào, dẫn đến là gì, các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, thì người ta cũng phải có một cái lượng dự trữ an toàn để đảm bảo rằng là gì, quá trình sản xuất không bị gì đứt đoạn. Rồi cái tính kinh tế nhờ quy mô, do các cái công ty vận tải đề nghị khuyến khích các doanh nghiệp vận chuyển với số lượng là hàng lớn, thì chúng ta biết rằng là gì, nếu mà chúng ta đặt hàng với số lượng hàng lớn thì vấn đề là gì, các cái chi phí khác nó sẽ giảm đi, chẳng hạn như là chi phí về vận chuyển, đúng không ạ? Chi phí đặt hàng, rồi chi phí tuy nhiên thì vấn đề cái chi phí vận chuyển và chi phí đặt hàng nó tăng lên, nó giảm đi vì chúng ta đặt hàng với số lượng lớn, nhưng cái chi phí tồn kho làm cho nó cũng tăng theo, tại vì vấn đề là chúng ta phải dự trữ số lượng hàng lớn, dẫn đến là gì, tất nhiên là mỗi doanh nghiệp họ sẽ có một cái chính sách tồn kho khác nhau. Doanh nghiệp thì người ta thấy rằng là gì, cái chi phí tồn kho ở doanh nghiệp tôi nó không có lớn, do đó mỗi lần đặt hàng thì tôi sẽ đặt hàng với số lượng lớn, từ với việc là đặt hàng với số lượng lớn thì tôi sẽ giảm được cái chi phí vận chuyển, đúng không ạ? Hoặc là chi phí gì đặt hàng, thì đây là lý do tại sao mà chúng ta cũng các em cũng đã biết rồi là tại sao cái doanh nghiệp họ phải tồn kho ở các cái giai đoạn. Và hai cái vấn đề quan trọng trong quản trị tồn kho mà chúng ta cần biết đó là gì, dự báo về nhu cầu. Dự báo về nhu cầu là một trong những cái vấn đề quan trọng, đúng không ạ? Vì nhu cầu là không chắc chắn, đúng không ạ? Trong đa số các trường hợp, và nhu cầu dự báo nó là một cái yếu tố then chốt để mà chúng ta gì xác định được cái số lượng đặt hàng.
Do đó thì vấn đề là trong cái quản trị tồn kho thì hai vấn đề này nó khá là quan trọng, đó là dự báo về nhu cầu và tính toán số lượng đặt hàng. Thì thực ra thì ở trong cái mình nói lại luôn là trong cái hai cái lớp trước năm khóa trước đó, thì mình dạy thì mình đều hướng dẫn cái vấn đề là dự báo về nhu cầu cũng như là tính toán về số lượng đặt hàng. Tuy nhiên thì vấn đề là dự báo về nhu cầu thì chúng ta cũng đã được tiếp xúc ở môn quản trị sản xuất rồi. Đặc biệt là nếu bạn nào quan tâm liên quan đến những vấn đề dự báo nhu cầu thì chúng ta có thể đăng ký cái môn học gọi là quản dự báo trong kinh doanh để mà chúng ta có thêm kiến thức để tránh cái sự trùng lặp. Thì mình trong trong cái phần này thì mình không có hướng dẫn. Tuy nhiên thì cái vấn đề là tính toán số lượng đặt hàng thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các em cái vấn đề là tính toán số lượng đặt hàng. Mình không có hướng dẫn liên quan đến vấn đề là dự báo về nhu cầu. Thì chúng ta biết rằng là gì, những cái nhân tố chính nào ảnh hưởng đến cái chính sách tồn kho là gì. Thì đầu tiên thì và trước hết đó là cái gì, nhu cầu của khách hàng, đúng không ạ? Và nhu cầu này thì có thể được biết trước hoặc là có thể là ngẫu nhiên. Chúng ta lưu ý rằng là gì, khi mà chúng ta dự báo về nhu cầu thì cái nhu cầu này có thể là được biết trước. Biết trước thì sao? Thật ra thì biết trước chúng ta không cần dự báo nữa đâu. Biết trước là gì, do cái vấn đề là khách hàng của chúng ta họ đã gì có nhu cầu, người ta chẳng hạn như là người ta đã đặt hàng từ trước, dẫn đến là nhu cầu về sản phẩm đó chúng ta đã biết. Hoặc là gì, nhu cầu có thể là ngẫu nhiên, và vấn đề là nhu cầu có thể ngẫu nhiên thì là một cái hiện tượng mà gì diễn ra hàng rất là phổ biến hiện nay. Chẳng hạn như là nhu cầu tháng này có thể tăng, tuy nhiên thì nhu cầu tháng sau lại giảm, tuy nhiên thì tháng sau nữa lại tăng, tuy nhiên từ tháng sau nữa lại giảm. Thì vấn đề là người ta gọi là gì, nhu cầu này có thể là gì, ngẫu nhiên. Thì trong cái trường hợp sau thì các cái công cụ dự báo có thể sử dụng trong những cái trường hợp mà dữ liệu quá khứ có sẵn khi mà chúng ta dự báo đó. Thì khi mà chúng ta thấy rằng là để mà có thể dự báo được nhu cầu thì chúng ta dựa vào cái một trong những cái dữ liệu, đó có nghĩa là transactional, có nghĩa là gì, dữ liệu về quá khứ để mà chúng ta ước tính về nhu cầu. Thì mình nói rồi, ở đây thì mình không có cái phần này thì mình không có hướng dẫn các em về thực hành, tại vì chúng ta cũng được học rồi. Rồi một trong những cái nhân tố ảnh hưởng đến đến cái chính sách tồn kho nữa đó là gì, thời gian giao hàng, rồi liên quan đến vấn đề là các cái sản phẩm khác nhau, rồi thời gian đặt hàng, rồi chi phí bao gồm chi phí đặt hàng và chi phí lưu trữ tồn kho và yêu cầu về mức phục vụ. Từ những cái nhân tố chính ảnh hưởng đến chính sách tồn kho này thì chúng ta dựa trên các cái yếu tố này để chúng ta xác định được cái số lượng đặt hàng sao cho đảm bảo rằng là gì, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, rồi thời gian giao hàng là gì, nhanh nhất, rồi thời gian đặt hàng là nhanh nhất, đồng thời là gì, giảm thiểu được các cái chi phí. Một trong những cái chi phí liên quan đến vấn đề là gì, tính toán số lượng đặt hàng là cái gì, chi phí đặt hàng và chi phí lưu trữ tồn kho. Và quan trọng nhất là gì, chúng ta phải đáp ứng được cái nhu cầu gì, cái mức độ phục vụ của mình đối với khách hàng liên quan đến vấn đề. Thì đây là những cái nhân tố chính ảnh hưởng đến chính sách tồn kho mà chúng ta đã biết rồi, và chúng ta cũng đã được học ở môn quản trị sản xuất cũng như là khi mình nói liên quan đến vấn đề cái hoạt động mà hoạch định. Thì một trong những cái mô hình người ta gọi là cái mô hình mà cổ điển nhất, thì cái mô hình này do Ford Harris giới thiệu vào năm 1915. Điều đó có nghĩa rằng là gì, mô hình này nó tuổi thọ của nó là cái gì, hơn 100 năm rồi. Thì là một cái mô hình đơn giản minh họa sự cân đối giữa chi phí đặt hàng và chi phí dự trữ. Xem xét trường hợp một nhà kho đối diện với nhu cầu cố định cho một sản phẩm riêng lẻ. Thì khi mà cái mô hình này được ông Ford Harris thiết lập á, thì nó có một cái số các giả thiết, đó là gì, tỷ lệ nhu cầu gần như cố định và xác định, rồi thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận là không đổi và được xác định trước, rồi không cho phép có hiện tượng thiếu hàng. Thì đây là các cái giả thiết khi mà chúng ta áp dụng cái mô hình đặt hàng này để gì, tính toán cái số lượng đặt hàng. Thì chúng ta phải có cái giả thiết, chẳng hạn như chi phí đặt hàng là cố định rồi không liên quan đến số lượng hàng đặt và không có chính sách chiết khấu, có nghĩa rằng là gì, khi mà chúng ta mua với số lượng lớn thì chúng ta không có cái khái niệm là gì, chiết khấu, có nghĩa là giảm giá theo số lượng bán tăng, rồi hoặc một sản phẩm thì chỉ chủng loại đơn đơn nhất. Do đó thì hiện nay cái mô hình này với cái giả thiết này thì nó không có phù hợp nữa, tại vì các em lưu ý như thế này là nhu cầu gần như là cố định và xác định. Thì cái vấn đề là chúng ta không thể nào mà xác định được cái nhu cầu một cách là gì, cố định và xác định được, mà nhu cầu là gì, phải là ngẫu nhiên. Đó là lý do tại sao hai ông Wayne và Wintin, hai ông này đã tạo ra một cái mô hình. Tất nhiên là ông cũng dựa trên cái mô hình IOP này để mà ông thiết lập ra một cái mô hình
Thì cái mô hình của hai ông này thì nó tương đối thực tế hơn ở chỗ đó là gì? Nhu cầu là ngẫu nhiên, có nghĩa rằng là gì? Nhu cầu của thời gian này có nghĩa là tăng hoặc là thời gian kia có thể giảm, và nó phù hợp hơn so với cái giai đoạn tình hình kinh tế hiện nay. Do đó thì vấn đề là ở đây thì mình chỉ hướng dẫn sơ cho các em. Thì đây là cái công thức để mà tính được cái số lượng tồn kho tối ưu, đó là Q0 bằng căn bậc 2 của 2SD chia cho H, trong đó D là gì? Nhu cầu hàng năm đúng không ạ? Rồi S là gì? Chi phí đặt hàng đúng không ạ? Chi phí đặt hàng này nó liên quan đến một đơn hàng, chẳng hạn khi mà chúng ta đặt một đơn hàng thì nó sẽ có, chúng ta phải trả một cái chi phí đặt hàng. Chi phí đặt hàng này có thể là chi phí liên quan, chi phí thông tin liên lạc này, có một số thì người ta kết hợp luôn là đó là chi phí gì, vận chuyển vân vân. Rồi cái vấn đề H là gì? Chi phí tồn trữ đơn vị. Thì đây là cái mô hình đặt hàng hiệu quả cổ điển do Ford và Harris giới thiệu. Tuy nhiên thì ở đây thì mình không có, trong vấn đề thực hành thì mình không có áp dụng cái mô hình đặt hàng kinh tế này, mà mình áp dụng cái mô hình của kích thước đặt hàng, nó gọi là mô hình đặt hàng động của Wiener và Quintin. Thì mô hình đặt hàng động của Wiener và Quintin, thì các em lưu ý rằng là gì? Cái slide thì mình cũng cũng có gửi cho các em rồi, thì các em có thể tham khảo trước. Rồi thì mô hình đặt hàng động Wiener và Quintin này thì cũng hai ông này xây dựng cái mô hình này từ năm 1958, chứ không phải rằng là mới đây mà nó rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì cái mô hình này hiện nay thì người ta cảm thấy rằng là gì, liên quan đến vấn đề là quản trị tồn kho thì nó tương đối là thực tế hơn so với cái mô hình đặt hàng hiệu quả EOQ. Thì giả thiết khi mà xây dựng cái mô hình đặt hàng động Wiener và Quintin cũng đã đưa ra các cái giả thiết, và một trong những cái giả thiết thì nó mang tính chất thực tế hơn, đó là gì? Ở trong cái mô hình đặt hàng hiệu quả thì cái mức sử dụng hay còn gọi là nhu cầu xác định và đều. Còn ở đây thì hai ông đưa ra cái giả thiết là gì? Nhu cầu về sản phẩm là ngẫu nhiên. Nhu cầu về sản phẩm là ngẫu nhiên. Rồi còn lại thì các cái giả thiết khác thì nó cũng rất là tương đồng với lại là cái mô hình của Harris năm 1915, đó là gì? Giá đơn vị hàng hóa thì không thay đổi theo quy mô đặt hàng. Rồi thời gian từ khi đặt hàng cho đến lúc nhận được hàng là không. Rồi không có thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ. Rồi tồn kho ban đầu bằng không. Thì đây là những cái đây là những cái giả thiết thì tương đối giống với lại mô hình EOQ. Tuy nhiên thì vấn đề là mô hình EOQ thì có một cái đó là gì, chi phí cố định hay còn gọi là chi phí thiết đặt. Tại vì vấn đề là EOQ thì thông thường được áp dụng trong cái vấn đề là chúng ta xác định cái lô đặt hàng liên quan đến vấn đề hoạt động sản xuất, dẫn đến là các cái chi phí cố định, chẳng hạn như là chi phí thiết đặt rồi là cố định và không thay đổi. Tuy nhiên thì ở đây hoặc là chi phí tồn kho, rồi chi phí đặt hàng đơn hàng là không thay đổi. Tuy nhiên thì ở đây trong cái mô hình đặt hàng động Wiener và Quintin này, chúng ta sẽ thấy rằng là gì, cái chi phí đặt hàng cũng như là chi phí tồn kho có thể gì không giống nhau qua các cái thời kỳ khác nhau. Do đó thì vấn đề là đó lý do tại sao mà không biết rằng là trong cái môn quản trị sản xuất thì thầy cô có giới thiệu cho các em các mô hình đặt hàng động Wiener và Quintin không? À, trong quản trị sản xuất. Nguyên. Không nhớ phải. Khi nào thi? Có lịch chưa? Chưa có lịch mà phải. Các bạn nào nhớ không? Là trong cái liên quan đến vấn đề quản trị tồn kho, liên quan đến vấn đề là quy mô đặt hàng hiệu quả, thì ngoài cái mô hình là EOQ, gọi là Economic Order Quantity đó, là cái số lượng đặt hàng kinh tế đó, thì Sơn hả? Thầy Sơn còn giới thiệu cho các em cái mô hình đặt hàng nào nữa không? Để tôi biết coi thử nó bị trùng không. Thôi thì nếu mà không nhớ thì coi như là mới tin đúng không ạ? À? Để tránh cái trường hợp là trong khi thi mà chúng ta bị lộn giữa hai môn đúng không ạ? Khi mà hỏi về cái môn kia thì tính toán cái kích thước lô đặt hàng lót size thì chúng ta lại áp dụng cái mô hình đặt hàng đồng Wiener và Quintin thì cũng không đúng nha.
Do đó thì chúng ta cần phải tách ra liên quan đến cái môn quản trị chuỗi cung ứng này thì liên quan đến hoạt động quản lý tồn kho thì các em lưu ý là gì? Mình áp dụng cái mô hình đặt hàng động Winner và Win Team. Thì để mà giải quyết cái bài toán liên quan tới cái mô hình đặt hàng động Winner và Win Team này thì thực ra thì Winner và Win Team hai ông này xây dựng cái mô hình đặt hàng động. Thực ra thì người ta sử dụng cái từ động ở đây liên quan đến vấn đề là gì? Muốn nói tới vấn đề là nhu cầu về sản phẩm là ngẫu nhiên, có nghĩa là gì? Nó thay đổi, nó không có cố định giống như ở cái mô hình đặt hàng hiệu quả EOQ, là cái nhu cầu là xác định và gì đều. Nó có một cái khái niệm là xác định và đều, và thông thường á cái mô hình mà EOQ á, thì chúng ta thấy rằng là người ta lại áp dụng cho hàng năm, có nghĩa rằng là gì, cái thời gian đặt hàng là tính theo năm. Trong khi đó thì cái mô hình đặt hàng của Winner và Win Team thì người ta sẽ theo một cái khoảng thời gian, có thể là 1 tuần, có thể là 1 tháng. Thì thông thường là theo tháng, tại vì vấn đề là nhu cầu thì có thể là tăng hay giảm theo tháng, chứ không có giống như cái mô hình quay EOQ của Harris, for Harris thì ổng lại gì xác định theo cả 1 năm, có nghĩa là gì, nhu cầu năm nay là gì 10.000 sản phẩm, tuy nhiên vấn đề là nhu cầu năm nay chứ có chẳng hạn như là ổng lại không cụ thể là nhu cầu tháng này, nhu cầu tháng sau. Thì ở cái mô hình này thì chúng ta sẽ thấy là nó thực tế hơn là ở chỗ là gì, nhu cầu từng tháng về một sản phẩm nào đó có thể gì thay đổi theo theo từng tháng chứ không là không theo năm. Do đó thì vấn đề là chúng ta cần lưu ý cái sự khác biệt. Thì ở đây mình cũng không có muốn so sánh. Tuy nhiên thì vấn đề là chúng ta cần lưu ý rằng là gì, cái mô hình này thì nó khá là sử dụng phổ biến hiện nay. Còn mô hình đặt hàng hiệu quả của For Harris năm 1915 thì hiện nay thì nó cũng chỉ là người ta cũng chỉ là áp dụng trong vấn đề là giảng dạy lý thuyết mà thôi. Thì cái hai ông xây dựng cái mô hình này dựa trên một cái bài gọi là thuật toán quy hoạch tuyến tính. Thì thực ra thì thuật toán quy hoạch tuyến tính thì gọi là bài toán tối ưu á, thì mình hỏi lại một cái là trong môn quản trị sản xuất thầy có hướng dẫn các em cái bài toán tối ưu không? Có bạn nào trả lời cho mình không? Nguyên. Có bạn nào nhớ rằng là chúng ta có từng nghe rằng là bài toán tối ưu không? Chết. Thì có muốn được điểm A môn này không mà sao không thấy ai trả lời hết vậy? Thực ra cái bài toán tối ưu này thì trong toán hiện nay thì chắc là toán cao cấp, hoặc là hiện nay thì ở khoa không còn dạy toán cao cấp nữa, là từ K40 K42 các em có học toán kinh tế không? Dạ không. Không, thì thực ra thì nó là toán cao cấp đó. Tuy nhiên thì vấn đề là ở nay ở khoa chúng ta từ K43 thì không còn có toán cao cấp nữa, mà từ khi thầy Thiện phó khoa về thì thầy học chuyên về toán kinh tế, dẫn đến là thầy cái dạy toán kinh tế. Thì trong toán kinh tế với toán cao cấp thì nó sẽ các em sẽ học gọi là phương trình tuyến tính đó, gọi là bài toán quy hoạch tuyến tính đó. Thì thực ra thì đây trong suốt các em lưu ý rằng là trong trong suốt quá trình chúng ta thực hành thì đa số các cái mô hình chẳng hạn như là mô hình liên quan đến quản trị tồn kho, chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là mô hình đặt hàng động Winner và Win Team, thì cũng như là các cái mô hình khác thì các cái nhà nghiên cứu họ đều sử dụng cái thuật toán, có nghĩa là gì, bài toán quy hoạch tuyến tính. Tại vì mục đích chúng ta lưu ý rằng là gì, mục đích của mục đích tối thượng đúng không ạ, của quản trị chuỗi cung ứng là làm thế nào cho cái gì, cái chi phí đúng không ạ, chi phí của chuỗi cung ứng là thấp nhất. Thì một trong những cái thuật toán mà người ta áp dụng để người ta có thể thực hiện được cái điều đó là gì, bài toán tối ưu hay còn gọi là bài toán quy hoạch tuyến tính. Thì ở đây thì để tại vì vấn đề là cái hai ông này ông dựa trên cái bài toán quy hoạch tuyến tính, nên chúng ta sẽ thấy rằng là gì, bài toán quy hoạch tuyến tính thì nó có một một hai ba bốn bước.
để mà chúng ta thực hiện. Bước đầu tiên là chúng ta cần phải xác định các cái tham số. Bước thứ hai là chúng ta cần phải xác định là các cái biến quyết định, người ta gọi là decision variable. Bước thứ ba là chúng ta phải xác định được cái hàm mục tiêu. Hàm mục tiêu là gì? Là cái hàm mà chúng ta cần xác định để gì? Nó tối đa hoặc là gì, tối thiểu hóa. Ở đây thì chúng ta lưu ý rằng là gì, trong cái môn quản trị chuỗi cung ứng chủ yếu thì là chúng ta gì, là giảm thiểu cái chi phí chuỗi cung ứng liên quan đến chi phí, đặc biệt là các cái chi phí chẳng hạn như chi phí về vận chuyển, chi phí về đặt hàng, chẳng hạn như là trong quản trị tồn kho thì có chi phí đặt hàng, chi phí về chi phí về về lưu kho, đúng không ạ? Thì đây là cái mô hình. Thì để mà có thể chúng ta có thể giải được cái bài toán này, thì ở đây thì mình có gửi cho các em, được, trước tôi có gửi cho các em một cái bài, một cái sách liên quan tới vấn đề là quy hoạch tuyến tính đó. Thì ở đây thì mình cũng giới thiệu sơ cho các em thôi. Chẳng hạn như là bài toán quy hoạch tuyến tính là gì? Thì chúng ta sơ thôi, chủ yếu là chúng ta ứng dụng thôi, tôi không có đi sâu vào vấn đề là chứng minh như thế nào, mà tí nữa chúng ta áp dụng như thế nào mà thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì, bài toán bài toán này thì thông thường á, nó được áp dụng trong các cái hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như là trong cái chuỗi cung ứng. Mục đích là gì? Là nó lựa chọn ra các phương án nào là tối ưu theo cái mục tiêu định trước, để mà chúng ta có thể xác định được các cái các mục tiêu mà chúng ta cần đề ra. Thì ở đây mình giới thiệu sơ thôi, bài toán quy hoạch tuyến tính thì nó là dạng tổng quát, là bài toán tối ưu hóa hay bài toán tìm cực trị, cực tiểu hoặc cực đại của một hàm tuyến tính, với điều kiện các cái biến số phải thỏa mãn một phương trình, và hoặc bất phương trình tuyến tính. Thực ra thì chúng ta năm ba rồi đúng không ạ, đã trải qua được các cái môn toán toán cao cấp rồi, còn bạn nào rớt môn toán cao cấp không? Sao cả lớp không thấy nói gì hết vậy, ai ngủ hết rồi? Rồi có một số bạn thì không vào được do quá 100 người trong lớp ạ. Cái này thôi thì cái Google Meet này thì người ta chỉ cho tối đa là 100 người thôi, do đó thì các bạn còn lại thì nhờ bạn lớp trưởng cũng như là các bạn trong lớp hướng dẫn lại các bạn. Chứ bây giờ thì mình cũng không biết như thế nào, tuy nhiên thì mình cũng có gửi các gửi qua Excel rồi. Thì sau khi mà các em làm xong thì chúng ta thực hành xong, thì nếu mà bạn nào không hiểu thì gửi mail cho mình sẽ hướng dẫn một cách cụ thể, hoặc là gì, gọi Zalo cho mình để mình hướng dẫn, nếu mà chúng ta không tham dự được buổi học hôm nay, cũng như các cái buổi học khác. Tuy nhiên thì các em lưu ý nghe, không hiểu thì chúng ta hỏi mình liền, tại vì nó liên quan đến vấn đề thi nữa. Tại vì đa số các cái bài điểm quá trình thì chúng ta cũng thông qua cái bài Excel. Do đó thì vấn đề là đúng rồi, hiện nay mình thấy có 101, điều đó có nghĩa rằng là nó cho tối đa là 101 thôi. Thầy ơi em xài cái WPS không cài được solver á thầy. WPS là gì? Mình không hiểu lắm, WPS là gì đây? Em có xài máy tính bình thường không? Có phần mềm Excel không? Tại vì đảm bảo là cái thằng này là tích hợp trong Excel rồi, chỉ có chúng ta có lôi nó ra hay không thôi. À không thầy ạ. Vậy em đang xài cái gì? Em mở Excel ra đi. Em có đang xài máy không? Số lượng tham gia đến 250 người. Cái Rồi, của em cũng là QBS tài sản rồi. QPS là gì mình không hiểu lắm. Giờ nó không có cái này là khi mua máy tính xong rồi họ họ tải phần mềm cho mình nữa thôi, trong đó có Word rồi Excel luôn. À vậy thì em mở Excel thôi. Em mở Dạ nhưng Excel thôi. Em mà mở cho Excel rồi em. sau đó Rồi, bạn bạn Bích Lệ, bạn nói là vô tìm kiếm đi, gõ solver là có á. Em vô ngay chỗ Excel gõ solver là nó có ngay ạ. À?
có chưa? Thầy mở cái màn hình của em cho thầy coi Rồi, thử nha. em mở cái màn hình mình coi thử. Không có là không không làm được đâu. Hình như thầy phải tắt rồi em mới trình chiếu À, được. mình tắt ha. Mình cũng rõ lắm rồi. Nó không có khó lắm. À, mình sẽ hướng dẫn cho các em một cách cụ thể, nếu nhưng mà được cái là nếu mà chúng ta không hiểu, tại vì vấn đề là nó sẽ có một khái niệm rằng là cái phần mềm này nó sẽ chạy. À, nó có khái niệm là tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các em nó tự chạy. Có nghĩa rằng là gì, chúng ta ứng dụng nó để nó tự chạy. Và nếu mà nó tự chạy thì nó sẽ có một cái số cái vấn đề xảy ra, có nghĩa là nó không chạy. Không chạy điều đó có nghĩa là do chúng ta sai, thì các em lưu ý. Rồi, được rồi nè. Được rồi đó. Tôi thấy chữ solver part. Mẹ mắng áp nó đâu có được đâu. Không, chưa, close đi. Có rồi đó, được rồi. Rồi, em close đi. Rồi, à, mình hỏi cái là các Vậy bạn đã thôi hả nhận thầy? được cái bài thực hành. Ừ, có rồi đó, không sao, có rồi đó, vô data, đúng không ạ? À? Rồi, server chỗ nào? Dạ, Ở phía mở cuối đúng cuốn này nó không. không? Không sao đâu, em mình hiểu ý em rồi. À, tí nữa nếu mà thực hành á, em nhấn chữ solver là nó đã em enter cái thử. Em enter cho mình cái. Rồi nhấn vô. Rồi cho thử. Nhấn lại coi thử nó ra chưa? Chưa thấy ra mà. Em nhấn lại để nó ra giống như lúc nãy không? Rồi được rồi, không sao, rồi được rồi. Tí nữa làm á thì em chỉ cần nhấn vào solver này. Thực ra thì nếu mà trong thanh toolbar thì khi mà em click vào ngay cái chỗ mà add in á thì nó sẽ xuất hiện trên trên thanh toolbar này luôn. Em coi thử rằng là em vô ngay cái chỗ là tool. Em vô chữ add in coi. Ừ, vô 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 tool thử. Không, nhưng mà trong cái tool ở trên luôn, ở trên cái thanh thanh ở trên luôn. Rồi, đó có chữ add in rồi đó. Nhấn vào chữ add in đi. Rồi nhấn đi. Rồi browse, browse. Em nhấn chữ browse đi. Thôi bỏ ra đi, bỏ bỏ ra đi thôi, thôi không sao đâu, tí nữa em có bạn nào hướng dẫn cho bạn cái, tí nữa em chỉ sử dụng từ solver em nhấn ra là được rồi, nó ra cái màn hình để mà chúng ta chạy là được rồi, không sao đâu, máy em coi như là có rồi đó. À, Cảm ơn thầy. bạn bạn Nguyên, cái slide thầy gửi nó khác với cái thầy đang chiếu ạ. À, đúng rồi. Cái slide này mình mới chỉnh lại. À, do đó thì mình sẽ gửi cho bạn Nguyên cái slide mình chỉnh lại sau nghe. À, cái slide đầu thì mình có thiết kế lại cái slide để mà chúng ta dễ hiểu hơn. Lúc đầu hồi trưa mình có gửi cho bạn Nguyên một cái. Tuy nhiên thì mình sẽ gửi cái mình điều chỉnh sau. Rồi. Mình giới thiệu lại sơ cái mình giới thiệu lại sơ cái bài toán quy hoạch tuyến tính này, để cho chúng ta nắm sơ thôi, chứ mình cũng không có muốn đi sâu vào cái phần này cho lắm, tại vì nếu mà chứng minh cái công thức thì nó khá là phức tạp. Tuy nhiên thì các em nắm để tí nữa chúng ta thực hành. Thì bài toán quy hoạch tuyến tính thì các em lưu ý rằng là gì, nó là một dạng tổng quát, là bài toán tối ưu hay là bài toán tìm cực trị, cực tiểu hoặc cực đại. Thì chúng ta lưu ý rằng là gì, bài toán cực tiểu ở đây chúng ta lưu ý là gì, đa số chúng ta sẽ là gì, làm bài toán cực tiểu. Cực tiểu liên quan đến vấn đề là gì, chi phí là thấp nhất. Còn cực đại thì liên quan đến vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh, thì cực đại ở chỗ gì, nếu mà chúng ta xác định là lợi nhuận lớn nhất thì chúng ta áp dụng cái vấn đề là gì, bài toán cực tiểu hoặc là bài toán cực đại. Của một hàm tuyến tính với điều kiện các biến số phải thỏa mãn một hệ phương trình, hoặc là bất phương trình tuyến tính, thì coi như là chúng ta hiểu sơ như vậy đi. Tôi không có muốn đi sâu vào nữa. Tí nữa chúng ta chỉ cần biết và ứng dụng thôi. Mô hình toán học của bài toán quy hoạch tuyến tính, tổng quát có thể viết như sau. Nó là hàm mục tiêu bằng f x1 vân vân x2 bằng tổng của c suy x suy.
sao cho max hoặc là min, có nghĩa rằng là gì, đạt giá trị cực tiểu hoặc là cực đại. Với các cái ràng buộc là đây đó, hôm nay chúng ta chỉ cần đọc sơ sơ để chúng ta biết. Tôi sẽ ứng dụng vào một cái bài toán. Thì đây là một cái bài toán liên quan đến vấn đề là quản trị sản xuất. Thì nó gọi là bài toán cực đại. Nó sẽ có hai bài, một bài toán liên quan đến cực đại và một bài toán thì mình sẽ hướng dẫn các em liên quan đến vấn đề là cực tiểu. Cực đại thì hôm nay chúng ta hiểu rằng là gì, chẳng hạn như là hãy tìm phương án sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta hiểu là nó là bài toán cực đại. Thì chẳng hạn như tôi lấy ví dụ như thế này, một nhà máy có khả năng sản xuất n loại sản phẩm, được chưa? Để sản xuất ra các sản phẩm này cần phải sử dụng m loại nguyên liệu. Hôm nay chúng ta hiểu rằng là gì, để mà sản xuất ra n loại sản phẩm này thì chúng ta cần phải sử dụng m loại nguyên liệu. Rồi biết rằng AEG là lượng nguyên vật liệu loại Y cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm loại G. BI là dự trữ nguyên vật liệu loại Y. CG là lợi nhuận từ việc bán một đơn vị sản phẩm loại G. Thì nôm na các em có thể nhìn vào cái sơ đồ này, mình giải thích sơ cho các em này. Chẳng hạn như là chúng ta có S1, S2, S3 đến SN là cái gì? Là cái sản phẩm. Thầy chưa chiếu slide thầy ơi. Ủa ghê vậy? Sao nãy giờ không nói? Chết thật. Các em chờ mình tí nha. Chết thật. Mình hướng dẫn cho các em hai cái bài toán quy hoạch tuyến tính, đó là cực đại và cực tiểu. Thì đây là cái hàm cái bài toán quy hoạch dạng tổng quát, thì chúng ta tí nữa mình sẽ gửi cho các em cái. Thực ra thì cái này á, mình lấy ở trong cái tài liệu là Excel, ứng dụng Excel trong bài toán quy hoạch tuyến tính mà mình đã gửi cho các em rồi. Các em có thể mở cái tài liệu đó ra coi. Ở đây thì mình chỉ lấy từ cái tài liệu đó ra mà thôi. Các em lưu ý. Thì nó có hai bài toán là bài toán cực tiểu và cực đại. Thì ở đây là bài toán cực đại chuẩn, hôm nay chúng ta hiểu rằng là gì, để xác định liên quan tới vấn đề là hoạt động sản xuất thì nó có bài toán cực đại, có nghĩa là gì, sản xuất ra sản phẩm đó sao cho cái lợi nhuận mà chúng ta bán cái sản phẩm đó ra là lớn nhất, thì người ta gọi là bài toán cực tiểu. Hoặc là liên quan đến vấn đề hoạt động sản xuất, nó có cái bài toán cực tiểu là gì, là chúng ta sản xuất ra sản phẩm đó sao cho cái gì, chi phí sản xuất ra sản phẩm đó là thấp nhất. Thì đây là hai cái bài toán mà cơ bản nhất mà chúng ta mình hướng dẫn cho các em để chúng ta hiểu trước khi mà chúng ta vào các phần sau. Thì hai cái bài toán này thì nôm na liên quan đến vấn đề là quản, tất nhiên rồi, hiện nay thì nó có rất là nhiều bài toán, tuy nhiên thì mình lựa chọn cái bài toán mà chúng ta đã học ở trong môn quản trị sản xuất rồi là gì, bài toán về sản xuất ra sản phẩm. Thì ở đây chẳng hạn như là nếu mà các em đọc trong cái tài liệu á, thì ở đây là cái mô hình hóa liên quan đến bài toán cực đại chuẩn. Chẳng hạn như là một nhà máy có khả năng sản xuất n loại sản phẩm, đúng không ạ? Chẳng hạn như là chúng ta nhìn vào cái sơ đồ đây, n là gì? Chẳng hạn như là n loại sản phẩm S1, S2, S3, S4 đến SN, có nghĩa rằng là gì? Nhà máy này có thể sản xuất sản phẩm S1, S2 cho đến gì, SN. Để sản xuất ra các sản phẩm này thì cần phải sử dụng m loại nguyên liệu. Chúng ta lưu ý rằng gì? Chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là để sản xuất ra sản phẩm S1 thì chúng ta cần phải các cái loại nguyên liệu khác nhau để mà gì, tổng hợp lại sản xuất ra sản phẩm đó. Nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, để sản xuất ra các sản phẩm S1 thì chúng ta cần sử dụng chẳng hạn nguyên vật liệu một là A11, nguyên vật liệu 2 A22, A21, nguyên vật liệu 3 cho đến nguyên vật liệu M để mà gì, sản xuất ra sản phẩm S1. Biết rằng AEG là lượng nguyên vật liệu loại Y cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm loại G. Hôm nay chúng ta có thể hiểu được rằng là gì? Ở trong đây này,
Nguyên vật liệu một thì người ta ký hiệu là A11 đúng không ạ? Có nghĩa rằng là gì? Để có thể sản xuất ra sản phẩm S1 thì chúng ta cần cái lượng nguyên vật liệu là gì? Là A11 để sản xuất ra sản phẩm S1. Rồi BI là dự trữ nguyên vật liệu loại Y. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là nguyên vật liệu loại một, có nghĩa là nguyên vật liệu loại một là Y đó đúng không ạ? Thì cái lượng dự trữ cái nguyên vật liệu này là gì? Là B1 đây. Chúng ta có thể nhìn vào cái biểu đồ này chúng ta hiểu. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Tổng A11 cộng A12 cộng cho vân vân cộng cho A1N nó phải bằng gì? B1. Được chưa? Cũng tương tự như vậy là nguyên vật liệu 2 thì nó có lượng dự trữ loại nguyên vật liệu 2 là gì? B2. Nguyên vật liệu 3 cho đến nguyên vật liệu thứ M đúng không? Nó có lượng dự trữ đúng không ạ? Là BM. Rồi, CG đây, chúng ta thấy không? CG là lợi nhuận từ việc bán một đơn vị sản phẩm G, có nghĩa là sau khi mà chúng ta sản xuất ra được một loại sản phẩm là S1 thì chúng ta sẽ bán với giá là C1, nôm na là lợi nhuận chúng ta thu được từ việc bán cái sản phẩm là S1. Thì hãy tìm phương án sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận, có nghĩa rằng là nhiệm vụ của chúng ta là sản xuất ra sản phẩm S1, S2, S3 cho đến SN sao cho cái lượng cái lợi nhuận chúng ta thu được từ các cái sản phẩm này là lớn nhất. Thì hôm nay chúng ta hiểu đó là bài toán cực đại chuẩn. Thì thực ra là khi mà chúng ta học ở môn quản trị sản xuất thì thầy cũng đã hướng dẫn cho các em cái bài toán này không? Bạn nào trả lời cho mình được cái chúng ta đã nghe cái bài toán này lần nào chưa ở trong môn quản trị sản xuất? Nguyên Nguyên đâu rồi? Thấy bài này có quen không? Hả? À, Quên. quen đó thấy chưa? Chúng ta đã thấy rồi. Rồi, bây giờ tôi cho các em một bài chúng ta giải được không? Rồi đây đúng không ạ? Rồi đây đây là bài giải dựa trên cái bài toán cực đại này. Thì thực ra tí nữa chúng ta sẽ sử dụng Excel Solver để chúng ta giải, do đó các em chuẩn bị máy tính nha. Đây đúng không ạ? Thực ra thì mình lấy một cái ví dụ liên quan đến vấn đề là sản xuất luôn để cho các em dễ hiểu đúng không ạ? Gọi này, G là sản lượng sản phẩm loại G mà nhà máy sẽ sản xuất nên với XG là lớn hơn bằng không đúng không ạ? Chẳng hạn như là chúng ta phải đi xác định đúng không? Chúng ta phải đi xác định là gì? Số lượng sản phẩm S1, số lượng sản phẩm S2, số lượng sản phẩm S3, số lượng sản phẩm S4 đúng không? Sao cho cái gì? Tổng lợi nhuận chúng ta bán các cái sản phẩm S1, S2, S3, S4 này là gì? Là lớn nhất đúng không ạ? Do đó vấn đề là cái gì? Bài toán ở đây chúng ta cần phải đi xác định là gì? Chúng ta cần phải xác định cái số lượng sản phẩm S1, số lượng sản phẩm S2 cho đến số lượng sản phẩm SN chúng ta cần phải sản xuất sao cho đúng không ạ? Cái lợi nhuận bán ra của mỗi sản phẩm là gì? Lớn nhất đúng không ạ? Rồi, gọi XG là lượng sản phẩm loại G mà nhà máy sẽ sản xuất nên tất nhiên rồi XG sẽ là phải lớn hơn bằng không. Do đó phương án sản xuất của nhà máy là vector X đúng không ạ? Khi đó là gì? Tổng chi phí nguyên vật liệu loại Y để sản xuất ra X là AEG XG sẽ không vượt quá. Thì đây là cái bài toán chung. Đây các em vô. Đây, chúng ta thấy cái bài toán mà ở trên màn hình chưa? Dạ rồi. Rồi, tập trung một tí nha. Một xí nghiệp cần sản xuất ra là ba loại bánh. Đây, cái bài toán này thì thực ra chúng ta rất là quen thuộc khi mà chúng ta học môn kia rồi. Cái nó cũng khá là đơn giản. Một xí nghiệp cần sản xuất ra là ba loại bánh, đúng không ạ? Bánh đậu xanh, bánh thập cẩm, bánh dẻo. Lượng nguyên liệu đường đầu cho mỗi loại bánh có nghĩa rằng là gì? Để sản xuất ra bánh đậu xanh thì chúng ta cần cái nguyên vật liệu đầu vào là gì? Là đường và đậu đúng không ạ? Lượng nguyên liệu đường đầu đúng không ạ? Cho mỗi loại bánh
là đây, người ta cho đây. Có nghĩa rằng là gì? Để sản xuất ra bánh đậu xanh thì chúng ta cần hai cái loại nguyên vật liệu là gì? Là đường đậu. Để mà sản xuất ra bánh một cái bánh đậu xanh thì cái lượng đường cần thiết là gì? Là 0,045 kg. Còn cái lượng đậu cần thiết là gì để sản xuất ra cái bánh đậu xanh là gì? 0,07 kg, đúng không? Tương tự như vậy chúng ta cũng thấy là gì? Bánh thập cẩm, bánh dẻo, đúng không ạ? Nó chúng ta thấy là nó tương tự vẫn tương tự với lại là cái gì mô tả theo bảng này, đúng không ạ? Rồi trong đó, đúng không ạ? Cứ ứng với mỗi loại nguyên liệu đường thì cái lượng dự trữ có nghĩa là gì? Hiện nay trong kho có 500 gram đường đó, 500 ký đường, cũng như là trong kho hiện nay là gì của nhà máy sản xuất bánh đó, họ có gì 300 ký gạo. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là gì, chúng ta cần phải xác định, hãy lập mô hình bài toán tìm số lượng mỗi loại bánh cần sản xuất sao cho không bị động về nguyên liệu mà lại đạt được cao nhất. Chẳng hạn như là lãi, đúng không ạ? Bán cái số lượng bánh đậu xanh là gì? Tôi lấy ví dụ như một cái bánh đậu xanh ở đây là tôi lấy đơn vị là gì? VND, có nghĩa là 3.000 đồng. Bánh thập cẩm, nếu mà chúng ta bán một cái bánh thập cẩm, đúng không ạ? Là 2.000 đồng. Chúng ta bán một cái bánh dẻo là gì? Là 2.500 đồng. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Xác định số lượng bánh đậu xanh, bánh thập cẩm, bánh dẻo để mà sản xuất ra sao cho cái lãi, đúng không ạ? Bán một cái bánh là 3.000, bán một cái bánh thập cẩm là 2.000, bán một cái bánh dẻo 2.500 đồng, đúng không? Chúng ta cần phải, tuy nhiên vấn đề là ở đây là gì, nó có những cái ràng buộc là chúng ta phải sản xuất ra các cái loại bánh này sao cho nó không được vượt quá cái lượng dự trữ về nguyên vật liệu đường và đậu. Thì để có thể giải bài toán này thì người ta áp dụng cái bài toán gọi là gì, bài toán quy hoạch tuyến tính. Thì để mà xác định được cái bài toán quy hoạch tuyến tính này có 4 bước, các em lưu ý nha. Bước đầu tiên là chúng ta cần phải xác định cái biến xác định. Biến xác định ở trong cái bài này nó liên quan tới vấn đề là gì? Cái số lượng, đúng không ạ? Số lượng bánh đậu xanh, số lượng bánh thập cẩm, số lượng bánh dẻo mà chúng ta cần phải sản xuất, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy này, gọi X1, X2, X3, đúng không ạ? Lần lượt là số bánh đậu xanh, đúng không ạ? Đó có nghĩa rằng là X1 là số lượng bánh đậu xanh, X2 là gì? Số lượng bánh thập cẩm, X3 là gì? Số lượng bánh dẻo cần phải sản xuất. Và cái điều kiện, đúng không? Điều kiện mà điều kiện cần và đủ của ba cái loại X1, X2, X3 này là gì? Là lớn hơn bằng 0, đúng không ạ? Thì người ta nói rằng là gì? Hãy lập mô hình bài toán tìm số lượng mỗi loại bánh cần thiết, đúng không? Sao cho lãi đạt cao nhất. Điều đó có nghĩa rằng gì? Chúng ta đi xác định cái hàm mục tiêu ở đây là gì? Hàng cực đại. Hàng cực đại thì chúng ta thấy rằng là gì? Dựa trên hàm mục tiêu là Fx, đúng không ạ? Fx1 cho đến Fxn, với x1, x2 cho đến xn là gì? Là cái gì? Cái biến quyết định. Biến quyết định ở đây là gì? Trong cái bài toán này thì chúng ta cần phải xác định là số lượng bánh đậu xanh, số lượng bánh thập cẩm và số lượng bánh gì? Bánh dẻo. Ở đây người ta có một cái công thức này, đúng không ạ? Fx bằng gì? Tổng, đúng không? CCXG tổng của gì? Ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Qua đây, đúng không? Chúng ta có cái hàm mục tiêu là Fx. Fx ở đây chúng ta cần đi phải xác định mấy cái x1 này, x2 và x3, đúng không ạ? Bằng tổng này, đúng không? CIG nhân cho XI. Đây, CIG. Với CIG là gì? CIG là gì? Giống như là A11 đây là gì? Là cái lượng, đúng không ạ? Nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra cái bánh bánh đậu xanh. Hôm nay chúng ta hiểu rằng là gì? Ở đây là chúng ta không, ở đây là chúng ta tiền lãi chứ. Chúng ta đang đi xác định tiền lãi thu được cao nhất bài toán cực đại mà, đúng không? Để bán một cái bánh đậu xanh là 3.000. Ở đây người ta chẳng hạn là 3, đúng không? 3.000 nhân x1 cộng cho mấy? 2.000, đúng không? Nhân cho x2 cộng cho mấy? 2.500 đồng nhân cho x3. Đây là cái hàm lượng mục tiêu, đúng không? Trong cái đó, cái bước thứ hai là chúng ta phải đi xác định được cho mình đó là cái gì? Cái hàm mục tiêu. Cái bước thứ ba mà chúng ta cần đi xác định đó rằng là gì? Các cái ràng buộc. Các cái ràng buộc có nghĩa là sao? Hãy lập mô hình bài toán tìm số lượng mỗi loại bánh cần sản xuất sao cho không bị động. Có nghĩa rằng là gì? Cái lượng ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Để sản xuất bánh đậu xanh, bánh thập cẩm và bánh dẻo, cả ba cái loại bánh này thì người ta đều có dùng gì? Dùng đường. Tuy nhiên thì hiện nay cái lượng đường ở trong kho mà chúng ta có là gì? 500 gram. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Chúng ta cần phải xác định cái lượng đường để sản xuất ra ba loại bánh này sao cho nó nhỏ hơn hoặc bằng cái lượng dự trữ đường, không được vượt quá cái lượng đường mà chúng ta có trong kho. Thì để có thể xác định được cái ràng buộc này thì chúng ta thấy rằng là gì? Để sản xuất một cái bánh đậu xanh
thì nó mất gì 0,04 gram đường. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái lượng đường cần sử dụng, đúng không? 0,04 nhân chữ x1 có nghĩa là gì? X1 ở đây là gì? Cái số lượng bánh đó, đúng không ạ? Cộng cho mấy? 0,06 x2, cộng cho mấy? 0,05 x3. Đây là cái lượng đường mà chúng ta sử dụng để chúng ta gì sản xuất ra ba cái loại bánh. Đó là bánh đậu xanh này, bánh thập cẩm và bánh dẻo. Và để không bị động về nguyên liệu có nghĩa là gì? Chúng ta cái lượng đường không được vượt quá cái lượng dự trữ thì chúng ta phải có một cái ràng buộc là gì? 0,04x1 cộng cho 0,06x2. Các em lưu ý nha, ở đây là x2 chứ không phải là gì? x1 đâu. Các em ở đây hơi bị nhầm. Và 0,05x3 thì phải nhỏ hơn 500 kg, đúng không? Tương tự như vậy là gì? Cái chúng ta cần phải xác định cái lượng đầu để dùng để mà gì sản xuất ra ba loại bánh, đó gì bánh đậu xanh này, bánh thập cẩm và bánh dẻo. Thì tương tự như vậy là để sản xuất ra một cái bánh dẻo thì chúng ta cần 0,07 kg. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có đúng không ạ? 0,07 x1, đúng không? Trong khi đó bánh thập cẩm nó không dùng đầu, dẫn đến là gì? Bằng 0. Cộng cho mấy? 0,02. Bánh dẻo thì người ta cần 0,02 kg để mà sản xuất ra bánh dẻo, thì điều đó có nghĩa là cộng cho 0,02 x3. Thì để không bị động về nguyên liệu thì chúng ta thấy có nghĩa là lượng dự trữ đầu hiện nay trong kho nhà máy sản xuất đó là gì? 300 kg. Do đó thì cái lượng đầu dùng để sản xuất hai loại bánh này không được vượt quá 300 kg. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì? 0,07x1, 0,02x3 nhỏ hơn hoặc bằng 300 kg. Vậy đây. Vậy ta có mô hình bài toán, đúng không ạ? Fx là gì? Là cái mô hình bài toán cực đại. Cực đại ở đây là gì? Sản xuất ra ba cái biến x1, x2, x3 lần lượt là số bánh đậu xanh, bánh thập cẩm, bánh dẻo, sao cho cái tiền lãi bán ba loại bánh này là cao nhất, thì chúng ta sẽ có gì? 3x1 cộng cho gì? 2x2 cộng 2,5x3 là max, đúng không? Đồng thời để tránh bị động hai cái loại nguyên liệu đường và đậu thì chúng ta phải có các cái ràng buộc, có nghĩa là gì? Lượng đường được sử dụng để gì sản xuất ba loại bánh này không được vượt quá gì lượng dự trữ là 500 gram, được chưa? Chúng ta thấy đây cũng tương tự như vậy là gì? Lượng đậu thì đây là, và với cái điều kiện thứ ba là gì? Xg lớn hơn bằng 0. Thì đây là cái bài toán quy hoạch tuyến tính mà chúng ta đã triển khai ra. Thì mình hỏi cái, nếu mà ở trong cái môn quản trị sản xuất thì tới đây chúng ta sẽ giải như thế nào? Ngủ hết rồi à? Đây là một cái bài khá là đơn giản, đúng không? Giờ thử hỏi bạn coi. Bây giờ cứ gọi bạn Nguyên Hoài. Chứ coi thử có tham gia không đây. Bùi Duy Hào. Bạn Hào có đây không? Dạ có. Rồi. Và tới đó là giải như thế nào để xác định x1, x2, x3 là số lượng bánh đậu xanh, bánh thập cẩm và bánh dẻo ha, hả Hào? Dạ em chưa nghĩ ra thì ơi. Chưa nghĩ ra. Rồi, các bạn nào nghĩ ra không? Bạn bạn Thúy. Bạn Đỗ Nguyễn Trường An cũng có, là mình coi như vắng bữa nay nha. Dạ em chưa nghĩ ra thầy ơi. Chưa nghĩ ra. Vậy trong môn quản trị sản xuất sẽ giải như thế nào? Bạn Đỗ Thị Diễm Quỳnh. Mình hỏi lại một tí. Rồi cảm ơn Quỳnh. Mình hỏi lại một tí, nãy giờ chúng ta áp dụng cái mô hình bài toán quy hoạch tuyến tính để mà chúng ta giải bài toán này, chúng ta đọc lại đi, chúng ta hiểu không? Đúng không? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là xác định các cái biến. Biến ở đây là gì? Chúng ta cần phải xác định số lượng mỗi loại bánh cần phải sản xuất, đúng không ạ? Thì chúng ta gọi x1, x2, x3 lần lượt là số bánh đậu xanh, bánh đậu thập cẩm, bánh dẻo cần phải sản xuất, đúng không ạ? Và vấn đề người ta nói rằng là gì? Sản xuất số lượng bánh sao cho cái lãi bán ra là cao nhất.
Do đó thì hôm nay chúng ta hiểu đó là bài gì? Bài toán tối ưu mang tính chất là cực đại, có nghĩa là gì? Chúng ta cần phải xác định được cái số lượng x1, x2, x3 này sao cho gì? Chúng ta bán được cái lượng bánh này với là cực đại, thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái hàm, đúng không? Hàm fx1, x2, x3 có nghĩa rằng là gì? Lãi ở đây là gì? Để bán một cái bánh là gì? 3 ngàn, đúng không? Thì chúng ta lấy 3 ngàn nhân x1, đúng không ạ? Cái bánh thập cẩm là gì? x2, đúng không? Là 2 ngàn x2. Điều đó có nghĩa là gì? Cái hàm này là maximum. Tuy nhiên thì vấn đề là gì? Maximum tuy nhiên thì vấn đề là gì? Nó phải đáp ứng được các cái yêu cầu, đó là gì? Lượng nguyên liệu là đường để sản xuất ra ba loại bánh này không được vượt quá 500 g, hoặc là lượng đậu cũng không được vượt quá 100 g. Thì thực ra để mà tới đây chúng ta giải bài toán này theo bằng tay, thực ra thì thời xưa tôi được tôi đi học thì ông thầy tôi bắt tôi giải bằng tay trước cơ, chứ không phải là sử dụng, thì nó cả 1 đến 2-3 trang giấy thì nó sẽ ra kết quả. Tuy nhiên thì vấn đề là nó tôi cũng hiểu là các em trong môn quản trị sản xuất các em cũng phải làm điều đó, do đó thì chúng cần lưu ý. Tuy nhiên tới đây thì cái bước thứ tư là chúng ta sẽ có rất là nhiều phương pháp về phương pháp đơn hình, phương pháp đồ thị, phương pháp vân vân, có rất, mình nói rồi là có rất là nhiều phương pháp để mà chúng ta cái giải cái bài toán để tìm nghiệm x1, x2, x3 tương ứng với lại là gì? Số bánh đậu xanh, bánh thập cẩm. Thì để đơn giản hóa thì có rất là nhiều phần mềm, người ta sử dụng phần mềm để mà người ta phân tích. Thì một trong những cái phần mềm chẳng hạn như là khi mà mình nghiên cứu, mình có làm một cái đề tài về cái này á, thì thực ra thì cái số lượng nó, cái nghĩa là cái số lượng mà biến nó lớn dẫn đến là cái phần mềm Microsoft Excel Solver nó giải quyết không được, thì nó sẽ có một cái phần mềm gọi là Lingo. Tuy nhiên thì cái phần mềm đó nó có một cái đặc biệt là chúng ta phải mua. Thực ra thì Microsoft Excel hiện nay thì chúng ta cũng đã là phải mua rồi chứ không phải như xưa nữa. Tuy nhiên cái phần mềm đó thì nó mang tính chất chuyên dụng, nó dùng để mà gì? Phân tích với cái dữ số cái dữ liệu lớn hơn. Do đó thì nó thực ra thì nó là chuyên dụng, dẫn đến là chúng muốn sử dụng cái phần mềm đó thì phải mua, khác với lại là các phần mềm khác. Tuy nhiên thì có một cái phần mềm mà hiện nay Microsoft Excel người ta đã phát triển để mà người ta áp dụng. Tất nhiên rồi, tôi nói rồi, trong cái một cái doanh nghiệp, thực ra một doanh nghiệp vừa và nhỏ thì người ta có thể sử dụng cái bài toán này để người ta có thể dựa trên các cái yếu tố này để người ta có thể sản xuất ra một cái số lượng sao cho nó hợp lý, để mà tối ưu hóa lợi nhuận. Thì các em lưu ý như thế này, cái bài toán này tôi có gửi cho các em qua phần mềm Excel. Chúng ta mở Excel ra giùm mình một cái ở cái thực hành số 1, mình sẽ hướng dẫn cho các em. Mình hỏi lại các em một cái, triển khai như thế này chúng ta đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Thực ra thì dễ hiểu thôi đúng không? Sau khi mà nôm na như thế này, có một cái khái niệm là càng vào tôi càng vô sâu á thì chúng ta sẽ nó rất là phức tạp. Tuy nhiên thì vấn đề là đó lý do tại sao mà mình đưa những cái bài giải toán đơn giản nhất để mà chúng ta có thể hiểu. Thì nếu mà bạn nào không hiểu thì mình sẽ cố gắng giải thích lại cho các em hiểu trước khi mà chúng ta vào những cái phần chính của cái hoạt động chuỗi cung ứng liên quan đến vấn đề thực hành. Thì càng về sâu thì nó sẽ càng phức tạp hơn nhiều, và cái biến nó cũng phức tạp hơn nhiều. Có một cái đặc điểm như thế này, nếu mà chúng ta sai một khâu thì đảm bảo là cái thằng solver này nó không giải quyết cho chúng ta, và coi như là chúng ta không bị động, là coi như là chúng ta nó không có ra được thì cũng mệt. Do đó thì các em lưu ý rằng là gì, chúng ta cũng ngoài một số bạn có gọi là có học cải thiện môn kế toán quản trị, thì một số bạn còn lại thì nếu không học thì chúng ta cũng cố gắng thực hành một tí để đảm bảo môn này. Thì tôi cũng tạo điều kiện cho các em điểm cao, tuy nhiên phải làm đúng, không đúng thì tôi nói thật rồi, khi mà thi thì nó giấy trắng mực đen rồi, các em lưu ý nha. Rồi chúng ta mở cái phần thực hành ra đi, các em chờ mình một phút. Ở trong cái bài thực hành, các em lưu ý như thế này, ở đây mình lấy vào đây, thì bây giờ mình bắt đầu là triển khai trên Excel. Tất cả đều thấy chưa? Tất cả đều mở chưa?
Có bạn nào mở không được không? Thực ra thì cũng hơi thiệt thòi cho các em là khi mà chúng ta học ở online chứ thực hành thì được sắp xếp phòng máy dẫn đến là mỗi bạn sẽ có một máy thì mình sẽ với là đồng thời mình hướng dẫn cho các em thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì ở đây thì các em lưu ý là chúng ta có cái trở ngại gì thì báo liền nha. Rồi chúng ta triển khai trên Excel thì chúng ta triển khai như thế nào thì nó có 3 vấn đề. Rồi sau khi mà chúng ta thấy sau khi mà chúng ta thấy được cái đề này, tôi để bài giải bên đây. Thực ra tôi đã giải cho các em bên đây rồi. Thì các em lưu ý là thứ nhất là chúng ta cần phải vẽ lại cái ô này. Chẳng hạn như là ở đây, tôi sẽ vẽ lại là nguyên liệu này. Chúng ta cũng thử đi. Nguyên liệu đúng không? Bánh đậu xanh đúng không? Rồi bánh thập cẩm. Các em lưu ý rằng là khi mình cho các em cái đề thì các em cũng phải triển khai ở trên Excel. Chúng ta phải triển khai ra. Nếu mà chúng ta không triển khai thì chúng ta không làm được đâu. Bánh dẻo đúng không ạ? Thông thường cái đề thì chúng ta phải triển khai ra. Chúng ta phải vẽ lại cái này để chúng ta có số liệu để mà chúng ta chạy, để chúng ta làm. Rồi lượng dự trữ. Các em cứ ấy là bản nhà mình đấy. Rồi chúng ta vừa ấy vừa làm luôn để chúng ta quen. Rồi đúng không? Nguyên liệu là có đường này. Đúng không? Đậu này. Đậu này. Rồi lại. Các em lưu ý rằng có một số trường hợp nó chạy không ra. Thực ra thì để mà có thể mà tại vì đa số là các cái bài thực hành lần này thì mình khác với lại là lần xưa. Nếu mà một số bạn nào mà đã tham khảo của các anh chị trước thì đảm bảo là nó sẽ không giống đâu. Tại vì tôi đã gọi là update hết rồi, nó không còn giống như xưa nữa. Và vấn đề là cái độ khó nó sẽ nhiều hơn so với trước. Trước đây thì những cái bài này là tôi đưa vào trong ấy. Tuy nhiên ở đây thì mình chỉ hướng dẫn cho các em rồi. Mang tính chất thì xưa thi là mình đưa bài này vào luôn mà, nhưng bây giờ là không có rồi. Chẳng hạn như là chúng ta bắt đầu đánh này. Đường để mà sản xuất bánh đậu xanh thì nó cần một cái bánh đậu xanh là 0,04 đúng không? Gam đường rồi nó bằng 0,06 0 chấm hay 0,0 chấm này. 0,04 nè. 0,04 nè. 0,06 nè. 0,05 nè. 0,07 nè. 0,02. Rồi chúng ta đánh vào cho mình được chưa? Cố gắng vừa ấy vừa thực hiện theo mình luôn nha. Các em lưu ý. Tí nữa mình sẽ gọi tên từng bạn, mà bạn nào mà không làm thì mình sẽ coi như là không điểm đó nha. Show cho mình cái màn hình coi nha. Rồi sau khi mình đánh xong thì cái bước đầu tiên là gì? Chúng ta cần phải xác định đúng không? Cứ đánh cho mình như vậy, xác định đúng không? Tiến quyết định. Biến quyết định bước hai đó. Thì nôm na biến quyết định ở đây là gì? Nôm na chúng ta hiểu là biến quyết định ở đây là x1, x2, x3 lần lượt là số bánh đậu xanh, bánh thập cẩm, bánh dẻo. Thì thực ra khi mà chúng ta biểu diễn ở trong cái Microsoft Excel này, phần mềm Excel này, chúng ta biểu diễn như thế nào? Đây, chúng ta đánh vào đây, bánh đậu xanh, cứ mỗi ô là đại diện cho một cái x1 bánh đậu xanh. Tôi lấy ví dụ bánh đậu xanh, tôi copy ở trên đây xuống này, wow, copy này xuống đây, pass đúng không? Chúng ta ở đây chúng ta đánh chữ số lượng được chưa? Thực ra thì chúng ta chưa thể xác định được cái số lượng này. Đây mình hướng dẫn cho các em. Rồi chúng ta bôi cái ô này màu màu vàng lên. Đây coi như đây là x1, x2, x3 được chưa?
Ở đây chúng ta được gặp nhiệm vụ của chúng ta đi xác định x1, x2, x3 được chưa? Đúng không ạ? À? Rồi, cái bước thứ ba. À, xác định không? Biến quyết định đây, biến quyết định nó là đây. Bánh đậu xanh, bánh thập cẩm, bánh dẻo x1, x2, x3. Rồi, cái thứ ba chúng ta cần phải xác định cho mình đó là gì? À, ràng buộc. Ràng buộc. Ràng buộc. Không, ràng buộc ở đây người ta nói là gì? Này, lượng đường được sử dụng là đúng không ạ? Để không bị động về nguyên vật liệu thì đây là cái ràng buộc này, ràng buộc đầu tiên này, nó phải nhỏ hơn 5%. Vậy tôi hỏi anh cái, nếu mà trên Excel chúng ta làm như thế nào? Đâu, liên quan đến là lượng đường đúng không? Lượng đường sử dụng. Lượng đường sử dụng đúng không? Chúng ta cần phải xác định cho mình lượng đường sử dụng để mà sản xuất ra ba loại bánh này, đúng không? Rồi lượng đường lượng đậu đúng không? Sử dụng. Sử dụng để sản xuất ra ba loại bánh này, đúng không? Thì nôm na chúng ta tôi kẻ đâu bằng đây. Người ta nói rằng là gì? Lượng đường được sử dụng là 0,04 x1 đúng không? Này, đây này, bắt đầu chúng ta tính. 0,04 này, đúng không? Nhân. Đúng không? Nhân cho x1, x1 là đâu? Đây, đúng không? Cộng cho gì? 0,06 nhân chỉ x2. Đây, 0,06 nhân chỉ x2. X2 là đâu? Là đây. Đúng không ạ? À, các ô này các em lưu ý nghe, tô màu vàng thôi chứ đừng có gì chỉ x1, x2, x3 vào đó. Tô màu vàng để trống như vậy cho tôi. Cộng, đúng không? Lượng đường sử dụng cho bánh dẻo là bao nhiêu? 0,05. Đâu? 0,05, đúng không? Nhân cho bao nhiêu? X3. Đây là đường đường chúng ta sử dụng. Enter. Đúng không ạ? Sao no value rồi. Tại sao nó no value? Rồi cứ để vậy đi, tính ở tính sau. Rồi lượng đậu được sử dụng đúng không ạ? Là bằng đúng không? Cũng tương tự như vậy đúng không? Đậu này bằng 0,07 này nhân cho x1 đúng không? Enter. X1 này cộng này 0,0 này, cứ chúng ta cứ tính vào thôi. Nhân cho x2 này đúng không? Cộng cho này 0,02 này, nhân cho x3 này. Ok, enter này. Một trong những cái hàm đây là chúng ta thấy không? Tôi đã xác định được này. Mặc dù no value chứ tí nữa chúng ta tính sau này. Đây này, chúng ta thấy thì ở trong Excel nó có một cái hàm để mà chúng ta cộng, chẳng hạn như là cột này nhân cột này cộng cột này nhân cột này cộng cột này cộng cột này. Tuy nhiên nó phải theo cột và theo hàng nghe. Cột thì chúng ta có thể sử dụng cái hàm đây bằng đúng không? Sum product. Nó có một cái hàm gọi là hàm sum product. Hàm sum product này nó sẽ gì? Vừa nhân vừa cộng, đúng không ạ? Chẳng hạn như là ở đây này, chẳng hạn như là chúng ta có x1, x2, x3 đúng không? Phép một cái. Chúng ta có ở đây là lượng đường, chúng ta ngoặc vô. Rồi, enter. Nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Trong cái sum product này thì nôm na là gì? Nó sẽ lấy thằng này nhân thằng này cộng thằng này nhân thằng này cộng thằng này nhân thằng này. Đó, thì nôm na chúng ta gọi là sum product. Thì đó lý do tại sao ở đây chúng ta thấy rằng là giá trị no value không? Bỏ đi. Hoặc là đây tôi là tính lại nghe. Này, bằng nhớ nha, sum product là cột theo cột, có nghĩa là cột nhân cột cộng với cột nhân cột cộng nhân cột nhân cột, thì chúng ta sử dụng cái hàm sum product. Chắc các em cũng quan năm năm ba rồi thì chúng ta cũng phải biết cái này, chẳng hạn như là x1, x2, x3 đúng không? Nó tương tự với là 0,04 này nhân x1
cộng cho 0.06 nhân x2 cộng cho 0.05 nhân x3 vết, đúng không? Quét cái thằng này được chưa? Enter rồi nó ra, bỏ cái này đi. Tương tự như vậy chúng ta có thể sử dụng hàm sum product, đúng không? Đây, khi mà chúng ta đánh chữ sum pro là nó ra hàm sum product, đúng không? Thì của gì thằng này, đúng không, lượng đậu sử dụng thằng này nhân cho thằng này cộng thằng này, đây chúng ta thấy không? Rồi enter, đó chúng ta thấy ràng buộc thì ở đây ràng buộc. Rồi cái thứ ba chúng ta cần phải xác định, đúng không? Bước đầu tiên là gì? Chúng ta xác định cái biến. Bước thứ hai chúng ta xác định các ràng buộc. Bước thứ ba chúng ta xác định cái hàm mục tiêu. Hàm mục tiêu ở đây là gì? Tối đa hóa lợi nhuận. Tối đa hóa lợi nhuận có nghĩa là sao? Hãy lập mô hình bài toán tìm số lượng mỗi loại bánh cần sản xuất sao cho không bị động về nguyên vật liệu. Đây, không nguyên vật liệu. Điều đó có nghĩa là sau khi mà chúng ta tính ra, nôm na là để ràng buộc chúng ta ở đâu? Chúng ta giả bộ chúng ta lấy cái đây nhỏ hơn hoặc bằng, đúng không? Ký hiệu nhỏ hơn hoặc bằng đâu rồi? Đây, nhỏ hơn hoặc bằng thằng nào? Đây, lượng dự trữ là 500 để người ta biết được rằng là gì. Ở đây là cái ràng buộc của nó, còn thằng này là nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu? 300. Đây, chúng ta có thể đóng rô này lại, đóng rô này lại, chúng ta để giữa được chưa? Rồi, tới đây đã hiểu chưa? Tới đây các bạn lại làm được tới đây chưa? Xuân Vương, tới bước này chưa? Dạ tới rồi thầy. Ok, nãy giờ tôi phải hỏi người không có công là không biết là tới đâu rồi. Rồi, bạn Hồng Thúy, cách thì Hồng Thúy. Dạ rồi ạ. Ok, rồi. Đa số các bạn đã tới bước này rồi không? Rồi, tiếp theo nha. Bây giờ là cái bước thứ ba là xác định hàm mục tiêu. Hàm mục tiêu là sao? Là gì? Chúng ta xác định cái lợi nhuận. Đây, chúng ta liên quan tới cái vấn đề là đây, tiền lãi thu được, đúng không ạ? Thì tiền lãi thu được là Fx của Fx1, x2, x3, đúng không? Và tiền lãi thu được bằng bao nhiêu? Bằng này, bán một cái bánh lãi 3.000, đúng không? Vậy bán bao nhiêu cái bánh? Bán x1 cái bánh thì đúng không? Bằng 3.000 nhân cho x1 cộng cái gì? 2.000 nhân x2, đúng không ạ? Cộng cho 2.500.000. Đây, chúng ta xác định cái hàm mục tiêu dùng tôi. Ba, chẳng hạn như là tổng tiền lãi đi, chúng ta cứ đánh vào tổng tiền lãi. Tổng tiền lãi, đúng không? Bằng, đúng không? Đây. Cũng tương tự như vậy, chúng ta áp dụng hàm sum product, đúng không ạ? Thay vì chúng ta cứ nhân giống như tôi lúc nãy thì chúng ta áp dụng cái hàm sum product, đúng không? X1, X2, X3, này quét thằng này, đúng không? Quét một cái, đúng không? Quét cái thằng lãi lúc nãy chúng ta đánh đây à, 3.000, 3.000, 2.000. À, thằng này là 2.000 đúng không? Từ từ nha. Là 2.000. Đây, bằng này sum product. Đây, quét thằng này x1, x2, x3, đúng không? Quét cái thằng lãi bán một cái bánh là bao nhiêu, đúng không? Điều đó nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Khi mà chúng ta áp dụng hàm này thì nó sẽ gì? X1 này nhân cho gì? 3.000 cộng cho x2 này nhân cho 2.000 cộng cho gì? X3 này nhân 2.500. Enter. Rồi, thì mục tiêu của chúng ta đi xác định là cái này, đúng không ạ? Đây, cái này. Đây, chúng ta xác định là lãi này, chúng ta xác định là hai cái thằng này này với cái hàm mục tiêu. Thì tới đây, đúng không ạ? Chúng ta thấy giống với lại là chúng ta đã triển khai chưa? Thì thực ra tới đây các em lưu ý rằng là gì? Bắt đầu chúng ta nhấn vào cái từ solver. Chúng ta vô data. Ở đây thì máy tôi có từ solver. Từ từ nha. Không biết là trên màn hình của mình các em thấy có cái solver không? Dạ không ạ. Ồ, sao kỳ ta.
Dạ thấy thầy. Thấy chưa? Có thấy mà thầy. Thấy cái ISO và parameter của mình Dạ chưa. chưa? Ờ, thế mình mới nói từ từ nghe. Sao ta? Rồi, trong cái của các em mở đây giùm mình cái. Mình hướng dẫn cho. Tôi cũng không biết tại sao. Rồi, bây giờ này, chúng ta thấy cái solve và parameter nó hiện ra chưa? Rồi thầy. Rồi, ok, bây giờ này. Nó sẽ có các cái ô, đúng không ạ? Bao giờ chúng ta sẽ thấy có khái niệm đầu tiên là gì? Set objective. Set objective có nghĩa là gì? Nôm na chúng ta gọi là gì? Lập hàm mục tiêu. Vậy hàm mục tiêu của chúng ta ở trong cái bài toán này là gì? Tổng cái lãi mà chúng ta thu được. Các em nhấp vào cho mình cái các em nhấp vào cho mình cái ô đó một cái. Được chưa? Nhấp vào chưa? Các em nhấp vào cái ô trong màn hình Excel á. Tôi không hiểu tại sao. Nhấp chưa? Dạ rồi. Ok. Rồi. Đúng không? Thì trong cái set objective đúng không? Chúng ta nhấp cho mình vào cái ô mà trong Excel nghe, ở trong cái gì? Có nghĩa là nhìn nó nôm na nó nói ở đây là gì? Là thiết lập hàm mục tiêu đúng không? Set objective đó, đúng không? Chúng ta nhấp vào cái ô là gì? Tổng cái lượng đó là nó là C mấy đó, đúng không ạ? Rồi, các em thấy mình nói không? Rồi, ở đây mục tiêu của chúng ta là gì? Cực đại hóa, chúng ta đánh từ max đúng không? Maximum này, được chưa? Rồi, cái thứ ba nó gọi là by changing variable cells, có nghĩa là chúng ta sẽ nhập cái hàm mục có nghĩa là gì? Ở đây là chúng ta sẽ xác định các cái biến xác định. Chúng ta quét cho mình cái x1, x2, x3 ở ở Microsoft Excel á, ở trên màn hình Excel á, ở ba cái ô mà lúc nãy mình tô màu vàng đó là x1, x2, x3 trên màn hình các em thấy đúng không? Đây. X1, x2, x3 chúng ta quét cho mình ba cái ô này. Được chưa? Sao rồi? Thưa thầy. Ok. Rồi, bắt đầu cái thứ ba. Bây giờ là chúng ta sẽ gì? Add constraint. Constraint là ràng buộc đó. Đúng không ạ? Constraint là ràng buộc rồi. Chúng ta nhấp vào cái từ S. S là cộng á. Chúng ta nhấp cái biểu tượng S cho mình cái. Nó ra một cái ô, đúng không? S chưa? Dạ rồi. Rồi. Thì ở trong cái add constraint này nó có hai cái ô, nó gọi là cell reference và constraint, đúng không ạ? Và nó có một cái ô ở giữa thì nó là nhỏ hơn hoặc bằng. Thì nôm na ở đây, nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Nó sẽ gọi là các cái ràng buộc, nó sẽ gì? Chúng ta phải nhập các ràng buộc ở đây. Ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Lượng đậu được sử dụng, đúng không? Hoặc là lượng đường được sử dụng nó sẽ gì? Nhỏ hơn hoặc bằng cái lượng dự trữ. Ở đây nè, các em lưu ý ở cell reference chúng ta nhấp cho mình ở cái cột này đúng không ạ? Tổng cái lượng đường đây nè, tổng lượng đường mà chúng ta sử dụng đúng không, nhấp vào cho mình cái đó, được chưa? Phải nhỏ hơn mặt bằng đúng không? Ở đây chúng ta xác định là gì? Nó nhỏ hơn mặt bằng đúng không? Nhấp cho mình cái gì? Ô. Rồi sau đó nhấp cho mình cái ô constraint đó là ràng buộc đó, chúng ta nhấp cho mình cái gì? Cái ô gọi là 500. Đây ra chưa? Rồi chúng ta ok cái được đã. Thì điều đó có nghĩa rằng là trên cái màn hình solver parameter này nó sẽ xuất hiện ra cái gì? Subject to the constraints đó là sao? Lượng đường ở đây nó thể hiện gì? Tổng lượng đường mà chúng ta sử dụng để sản xuất ra ba loại bánh này phải nhỏ hơn cái lượng đường dự trữ trong kho trong trong gì? Trong kho, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là gì? Lúc nãy chúng ta đã thiết lập được rồi đó là gì? 0,04 x1 cộng 0,06 x2 cộng 0,05 x3 nhỏ hơn hoặc bằng là gì? 500. Tương tự như vậy, chúng ta đánh cho tôi mà vô cho cái từ S tiếp, tại vì chúng ta có các ràng buộc đúng không ạ? Ở đây chúng ta cần phải xác định ràng buộc thứ hai liên quan tới cái lượng đậu mà chúng ta được sử dụng đúng không? Đúng không? Trong cái chúng ta cũng add constraint nhấp vô cái từ cell reference đúng không? Ở cái gì lượng đậu đã sử dụng đây, tôi nhấp vô đây.
Nó xuất hiện chưa? Nhỏ hơn hoặc bằng, đúng không ạ? Cái lượng dự trữ về đầu là gì? 300, nhấp vào ô 300, được chưa? Ok. Chúng ta thấy nó ra được hai cái ràng buộc chưa? Rồi. Cái thứ ba, chúng ta thấy có một cái thứ ba nữa liên quan đến ràng buộc, đó là gì? X này, đây, ở trên đây nó thể hiện nè. XG có nghĩa là x1, x2, x3 này phải lớn hơn bằng 0. Thì thật ra ở trong cái cột solver và parameter, được chưa? Các em thấy nó có một cái thuật ngữ gọi là make unconstrained variable non negative, có nghĩa rằng là gì? Chúng ta nhấp vào đây để đảm bảo rằng là gì? Các cái biến xác định không có âm. Được chưa? Chúng ta chỉ cần nhấp vào đó mà thôi. Rồi. Sau đó nó có một cái thuật ngữ gọi là select a solving method. Ở đây chúng ta đang sử dụng cái chúng ta, các em nhấp vào cho mình simplex linear programming, nôm na là gì? Chúng ta áp dụng cái phương trình tuyến tính đơn giản nhất. Chúng ta nhấp nhấp vào cái ô simplex LP cho mình. Được chưa? Rồi. Tới đây chúng ta nhấn từ solve coi như là gì? Chúng ta khi mà chúng ta làm chúng ta cần phải kiểm tra lại cho mình. Thứ nhất là gì? Set objective đã đúng chưa? Được chưa? Rồi cái thứ hai, bài toán ở đây là chúng ta gì? Cực đại hóa, chúng ta nhấn từ max rồi đúng không? Cái thứ ba là gì? Chúng ta coi thử rằng là các cái biến quyết định của mình đã nhấp vào đúng ô hay chưa. Cái thứ tư, chúng ta cần phải xác định cho mình rằng là gì? Cái ràng buộc ok hay chưa? Rồi. Sau đó nhấp cái từ select a solving method, chúng ta nhấp từ simplex LP cho mình. Rồi, sau đó chúng ta nhấn từ solve, nó sẽ tự giải. Nhấn từ solve chưa? Tình hình sao rồi? Thầy em ra tổng tiền lãi là 26 triệu mấy thì có đúng không thầy? Các bạn khác thì sao? Nó chạy đúng không? Thầy dạ, thầy làm lại một lần nữa đúng không thầy? Rồi, tập trung nghe. Rồi, em đang ở bước nào? Dạ, thầy làm ngay từ đầu được không thầy? Tại vì em làm không ra nên em reset all rồi. Ok, reset all đi, được rồi. Hình như mình cũng không thấy, mình cũng không ra hay sao? Một trong những cái bài này làm cho mình nhức đầu bao năm nay. Rồi, vô. Nó vẫn không ra thầy. Ok, làm lại từ đầu. Tại vì thực ra thì cái chuyên môn của mình là nghiên cứu về cái này, là có những cái mô hình chạy cả trời không ra, tháng không ra, phải chỉnh mãi. Thôi, chúng ta làm lại nha, vô solver đi. Được chưa, để mình coi lại. Rồi, chúng ta vô solver parameter chưa? Tại vì cái máy của mình nó không có hiện lên trên đó, các em lưu ý nghe. Rồi trong setup objective, để mình coi thử kiểm tra, mình kiểm tra lại một lần nữa. Rồi, solver nè. Rồi, các em nhấp vào cái tổng tiền, đúng không? Rồi chúng ta nhấp vào max, có nghĩa là maximum đó, đúng không? Rồi chúng ta xác định ra cái by changing variable, chúng ta nhấp vào cái ô cái giá trị x1, x2, x3. Được chưa?
Tôi thử xóa cái này ra thôi. Rồi, sau đó chúng ta add này, cái lượng đường mà chúng ta cần phải xác định đúng không? Phải nhỏ hơn hoặc bằng cái lượng dự trữ 500, được chưa? Rồi cái lượng đậu mà chúng ta sử dụng phải nhỏ hơn hoặc bằng gì? 300 ký. Ok. Ôi, tôi cũng không thấy ra nữa. Từ từ nha. Các bạn nào ra chưa? Dạ ra rồi. Bao nhiêu? 268518518 Rồi còn bạn nào ra là 268518851 đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn Phạm Văn Linh cũng 268518851, có nghĩa rằng là nếu mà rồi coi giùm mình cái số lượng bánh đậu xanh là bao nhiêu cái? 1851 cái này. Đúng rồi, 1800. Đúng không? Dạ. 1850 mấy? 51. 51 rồi bánh thập cẩm. Không, không. Bằng không, đúng không? Bánh dẻo. 8518. 8518 đúng không? Rồi. Thật ra thì các em lưu ý rằng là chúng ta lấy cái giá trị nguyên á, có nghĩa rằng là để mà lấy giá trị nguyên á thì các em vào ở trong solver, trong Excel solver, chúng ta add cái biến lại là x1, x2, x3 á. Mình hướng dẫn cho các em luôn, tại vì hiện nay chúng ta đang làm ra lẻ mà, đúng không? Rồi đâu chúng ta vào cái solver rồi chúng ta quét trong cái phần mà add constraint á, chúng ta quét cho mình cái biến x1, x2, x3 được chưa? Đâu rồi? Rồi. Rồi ở giữa các em thấy có cái dấu nhỏ hơn mặt bằng, các em nhấp vào đó. Nhấp vào chưa? Thì chúng ta sẽ thấy nó có gì nhỏ hơn hoặc bằng này, bằng này, lớn hơn hoặc bằng này, integer này. Thực ra integer là nguyên, có nghĩa là số nguyên á, chúng ta nhấp vào đó thì nó sẽ cái chỗ constraint nó sẽ ra là integer. Được chưa? Nôm na là gì? Số nguyên á, chúng ta ok và chúng ta chạy thử ra thử là nó sẽ ra được số nguyên. Không biết dạ, ra rồi thầy. Ok, nó nguyên chưa? Dạ nguyên rồi ạ. Đó là cái cách mà chúng ta thực hiện một cái bài toán cực đại chúng ta cần phải xác định. Tới đây có bạn nào không hiểu không? Bước đầu tiên, thực ra thì để mà thực hiện một cái bài toán quy hoạch tuyến tính thì thực ra khi mà chúng ta học thì chúng ta học rất là nhiều, nhưng mà cái bài toán quy hoạch tuyến tính này đặc biệt là về sau chúng ta sẽ thấy rằng là gì, nó được áp dụng rất là nhiều trong cái vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là quản trị chuỗi cung ứng, tại vì nó là cái bài toán là cực tiểu và cực đại. Thì các em lưu ý rằng là gì, mình cũng không đi sâu vào cái mình cũng không đi sâu vào cái chúng ta thì ứng dụng thôi. Do đó thì có 4 bước chúng ta cần phải xác định đầu đối với một cái bài toán cực tiểu và cực đại. Thứ nhất là chúng ta cần phải xác định cho tôi được cái biến, xác định ở đây là gì. Chúng ta cần phải đi xác định sao cho cái hàm mục tiêu của chúng ta là cực tiểu hoặc cực đại. Ở trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta xác định các cái biến quyết định là số lượng các cái loại bánh mà chúng ta cần phải sản xuất sao cho cái vấn đề là gì, cái số lượng bán ra thu về lại lớn nhất. Hôm nay chúng ta hiểu là gì, cực đại hóa cái lợi nhuận.
đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ rồi cái bước thứ hai, chúng ta phải xác định cho mình cái bước thứ ba, chúng ta phải xác định cho mình các cái ràng buộc, có nghĩa rằng là gì, để đảm bảo rằng là gì, các cái ràng buộc này phải được thể hiện. Thực ra thì các ràng buộc này liên quan đến hoạt động sản xuất ở đây thì chúng ta thấy rằng gì, chủ yếu là cái lượng dự trữ của các cái nguyên vật liệu đầu vào hiện có trong kho dùng để gì sản xuất các loại bánh. Thì chúng ta cũng cần phải xác định. Sau đó cái bước thứ tư, sau khi mà chúng ta đã thiết lập rồi thì chúng ta cần phải chạy solver. Ở trên solver thì các em lưu ý rằng là gì, nó là bảng tính Excel, do đó thì chúng ta cần phải thiết lập lại chẳng hạn từng ô một, chúng ta cần phải lưới ở đây. Nãy giờ tôi chạy cũng không, tôi cũng hiểu sao tôi chạy không ra, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta đã chạy ra rồi thì là ok rồi. Một cái bài toán nữa liên quan tới cái gì, bài toán cực tiểu. Bài toán cực tiểu thì khác với cái bài toán cực đại, thì bài toán cực tiểu thì chúng ta cũng tương tự giống như bài toán cực đại thôi. Tuy nhiên thì ở bài toán cực tiểu liên quan đến cái hoạt động sản xuất thì người ta cũng các em lưu ý rằng ở đây mình, các em chờ một phút. Ở đây cũng tương tự như cái bài toán cực đại, thì bài toán cực tiểu ở đây thì nó gì, chúng ta cũng các cái bước cũng giống nhau, có nghĩa là chúng ta cũng phải đi xác định các cái biến quyết định, rồi chúng ta cũng phải đi xác định được cái hàm mục tiêu. Biến quyết định ở đây là gì, chúng ta hôm nay là ở đây là cái bài toán liên quan đến vấn đề hoạt động sản xuất, có nghĩa là chúng ta sẽ sản xuất ra số lượng sản phẩm. Tuy nhiên thì đối ứng với cái bài toán cực tiểu thì thông thường thì nó sẽ liên quan đến cái chi phí để sản xuất ra sản phẩm đó. Thì để mà sản xuất ra sản phẩm đó với chi phí thấp nhất thì người ta sử dụng một cái bài toán gọi là bài toán cực tiểu. Cực tiểu nôm na là gì, xác định các cái số lượng sao cho, thì nôm na ở đây là gì, ở đây mình lấy cái bài cái tổng tổng hợp thôi, chẳng hạn như là x1 x2 x3 cho đến xn, thì nôm na chúng ta hiểu ra gì là số đơn vị sản phẩm mà chúng ta cần phải xác định, mà chúng ta cần phải sản xuất đó. Rồi c1 c2 cho đến cn, nôm na chúng ta hiểu ở đây là gì, chi phí để sản xuất ra một loại sản phẩm x1 x2 x3, thì nôm na là khi mà chúng ta cái hàm mục tiêu là gì, xác định cái số lượng x1 x2 x3 sao cho cái tổng cái gì, cái chi phí mà chúng ta phải sản xuất ra là gì thấp nhất. Thì chúng ta cũng tương tự giống như là bài toán cực đại, thì chúng ta cũng có là C1 X1 cộng C2 X2 cộng cho vân vân, nó là min. Tương tự vấn đề là chúng ta sẽ có các cái ràng buộc, thì các em có thể rồi chúng ta mở ra cái bài Excel trong bài thực hành á. Ở phía dưới mình có để các em một cái bài gọi là bài toán cực tiểu, đúng rồi, cực tiểu. Chúng ta thấy chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, thì trong cái bài toán này, đâu rồi, để cho mình mở. Đây, tôi có một cái bài. Thực ra bài này tôi chưa làm. Tôi để cho các em làm gửi cho tôi. Tại vì thử đây, giả sử yêu cầu tối thiểu mỗi ngày về các cái chất dinh dưỡng đạm đường khoáng cho một loại gia súc tương ứng là 90g, 130g, 10g, cho biết hàm lượng các cái chất dinh dưỡng trên có trong 1g thức ăn ABC và giá mua 1kg thức ăn mỗi loại được cho trong bảng sau. Chẳng hạn như là chất dinh dưỡng, hôm nay chúng ta đọc cái đề, chúng ta thấy không, hiện nay có 3 loại chất dinh dưỡng, đó là chất dinh dưỡng A, chất dinh dưỡng B và chất dinh dưỡng C. Rồi mỗi cái chất dinh dưỡng này nó sẽ có một cái hàm lượng, chẳng hạn như là chất dinh dưỡng A thì có 0,1g đạm, 0,3g đường, khoáng là 0,02g. Chất dinh dưỡng B có nghĩa rằng là gì, nó sẽ có gì, cái ABC đó là gì, cái lượng thức ăn, đúng không ạ? Còn trong cái chất dinh dưỡng B, trong cái thức ăn B cũng như C thì nó có các cái loại, chẳng hạn như đạm là gì, chiếm 0,2g B, tương tự như vậy, đúng không ạ? Rồi hãy lập mô hình toán học của bài toán xác định khối lượng thức ăn mỗi loại phải mua,
đúng không ạ? Có nghĩa rằng là gì? Ở đây chúng ta phải xác định khối lượng thức ăn mỗi loại phải mua, có nghĩa rằng gì? Thức ăn A, B, C mà chúng ta cần phải mua để tổng số tiền chi cho mua thức ăn ít nhất nhưng đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày. Các em lưu ý, hình như cái ở đây nó còn thiếu. Trong khi đó thì chúng ta thấy là đạm thì không được cái lượng đạm đây. Khoáng cho một giả sử yêu cầu tối thiểu mỗi ngày về các chất dinh dưỡng đạm, đường, khoáng cho một loại gia súc tương ứng là 90. Có nghĩa rằng là gì? Cái lượng tối thiểu, đúng không? Về đạm cho cái gia súc đó là gì? Tối thiểu là 90 gram. Đường tối thiểu là gì? 130 gram. Và khoáng tối thiểu là gì? 10 gram. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Khi mà chúng ta nhìn vào cái bài này, chúng ta cũng cần phải xác định cho tôi. Thứ nhất là gì? Bài toán ở đây là gì? Xác định khối lượng thức ăn mỗi loại phải mua, đúng không? Để tổng số tiền chi ra. Khác với lại cái bài toán kia. Bài toán kia là chúng ta gì? Xác định cái số lượng bánh mà chúng ta cần sản xuất để cái gì? Để tổng cái tiền lãi mà chúng ta bán ba loại bánh đó là tối đa. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta xác định cái bài toán là tổng số tiền chi cho mua thức ăn ít nhất nhưng đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng, có nghĩa rằng là gì? Chúng ta cần phải xác định được ba loại thức ăn ABC này chúng ta cần mua là bao nhiêu để cái gì? Tổng số tiền chi ra cho từng loại thức ăn là thấp nhất. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng chúng ta đang thực hiện một cái bài toán là cực tiểu, đúng không ạ? Thì nôm na tương tự như cái bài toán cực đại thì các em thấy rằng là gì? Ở đây là giải, đúng không? Gọi x1, x2, x3 lần lượt là khối lượng thức ăn A, B, C cần mua, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là gì? Cái bước đầu tiên chúng ta cần phải đi xác định cái biến quyết định. Biến quyết định ở đây là gì? Chúng ta cần phải xác định cái khối lượng thức ăn A, B, C cần mua, đúng không? Thông thường thì chúng ta sẽ gọi là x1, x2, x3 đó. Và cái điều kiện cũng tương tự như cái vấn đề là cực tiểu, cực đại, thì bao giờ cái điều kiện này x1, x2, x3 này cũng phải gì? Lớn hơn hoặc bằng không. Rồi tổng khối lượng các cái dinh dưỡng có trong thức ăn cần mua, đúng không ạ? Thì người ta thấy rằng là gì? Để mà chẳng hạn như là chất đạm trong trong thức ăn A là 0,1 gram, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta gọi là gì? Tổng khối lượng các cái chất dinh dưỡng có trong thức ăn cần mua, đạm là 0,1 gram nhân x1, đúng không ạ? Cộng cho 0,2 x2 nhân cho x2 cộng gì? 0,3 nhân cho x3. Thì ở đây các em lưu ý rằng là gì? Mình lấy cái bài toán liên quan đến vấn đề sản xuất cho các em dễ hiểu, để mà tại vì chúng ta cũng đã học cái môn quản trị sản xuất rồi. Chứ mình cũng không có lấy những cái bài khó cho các em để mà chúng ta dễ hiểu trước đã. Rồi rồi đường, cái lượng đường, cái chất dinh dưỡng đường trong ba loại thức ăn này là bao nhiêu? 0,3 x1 cộng cho gì? 0,4 x2, đúng không? Cộng cho gì? 0,2 x3. Tương tự khoáng cũng vậy, là gì? 0,02 x1 cộng 0,01 x2 cộng cho 0,03 x3. Và đề bài người ta nói rằng là gì? Để đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu, đúng không ạ? Mỗi ngày thì tổng khối lượng các cái chất dinh dưỡng có trong thức ăn cần mua ABC này không thể nhỏ hơn các nhu cầu tối thiểu mỗi ngày về các cái chất dinh dưỡng đó, nên ta có các cái điều kiện là, đúng không ạ? Chẳng hạn như là giả sử yêu cầu tối thiểu mỗi ngày về chất lượng chất dinh dưỡng đạm, đúng không? Đường, khoáng cho mỗi loại gia súc là gì? Tối thiểu là 90, đúng không? Tối thiểu có nghĩa rằng là gì? Lượng tổng cái lượng đạm này trong ba loại thức ăn mà chúng ta mua phải lớn hơn hoặc bằng gì? 90. Có nghĩa là gì? Tối thiểu mà, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là mỗi loại gia súc, mỗi con bò đi, đúng không? Nó phải ăn ba loại thức ăn này nhưng cái chất dinh dưỡng là đạm phải ít nhất là gì? 90%, đúng không ạ? Thì đợt hôm nay chúng ta sẽ có hiểu là gì? Cái ràng buộc, chúng ta phải xác định được cái ràng buộc. Ràng buộc ở đây là gì? 0,1 x1 cộng 0,2 x2 cộng cho 0,3 x3, đúng không? Lớn hơn hoặc bằng gì? 90. Đúng không? Tương tự giống như là ở trong cái kia thì người ta thấy là nhỏ hơn hoặc bằng 500, có nghĩa là gì? Tổng cái lượng hiện nay cái lượng dự trữ trong đó là gì? Tối đa là 500 kg thôi. Điều đó có nghĩa là anh phải sử dụng đường để sản xuất ra ba loại bánh đó sao cho gì? Nhỏ hơn 500 kg, không thể nào lớn hơn. Thì tương tự như vậy chúng ta cũng phải phân tích được cái đề, đúng không? Đây là gì? Yêu cầu tối thiểu. Còn vấn đề là cái lượng tối đa, đúng không? Mỗi ngày tối đa thì chúng ta thấy khác nha. Chẳng hạn như là bây giờ tôi lấy ví dụ như là giả sử yêu cầu tối đa mỗi ngày về các chất dinh dưỡng đạm, đường, khoáng cho một loại gia súc là gì? 90, 100. Điều đó có nghĩa là gì? 0,1, đúng không? X1 cộng 0,2 x2 cộng 0,3 x3 phải nhỏ hơn hoặc bằng 90, đúng không ạ? Thì các em cần lưu ý rằng là gì? Chúng ta cũng cần phải phân tích cái đề. Thực ra thì nó không có khó lắm,
Và qua các cái tôi thực ra mình đã dạy được hai lớp rồi, K41 và K40, thì đa số các bạn đều làm tốt cả. Tôi không dám nói là 90 nhưng mà đa số là đều rất là điểm cao. Có nghĩa rằng là gì? Các em cũng cần cái yếu tố quan trọng khi mà chúng ta làm các cái bài toán liên quan đến quy hoạch tuyến tính này. Thực ra thì là cái bước này. Cái bước này thì có thể là các em khi mà các em quen rồi á thì các em cũng không cần phải phân tích ra đâu. Có nghĩa là chúng ta cũng không cần phải đặt bút ra đâu, chúng ta làm trực tiếp trên Excel luôn. Tuy nhiên thì vấn đề là khi mà chúng ta chưa quen á thì chúng ta cần phải phân tích cái đề cho nó kỹ. Đó là lý do tại sao mà để tránh các trường hợp mà chúng ta không thể nào phân tích được cái đề, cũng như là nhờ một số rắc rối trong quá trình thi online, thì nhiều lúc tôi để cho các em là gì cả một ngày chúng ta làm luôn. Do đó thì vấn đề là các em cũng phải cố gắng một tí. Rồi tổng số tiền phải chi, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ ba chúng ta thấy rằng là gì? Tổng số tiền phải chi, cái hôm nay là cái bước thứ ba chúng ta sẽ xác định cái gì, hàm mục tiêu, đúng không ạ? Hàm mục tiêu ở đây là gì? Cực tiểu có nghĩa là gì? Tổng số tiền phải chi để mua số thức ăn trên là gì, đúng không? Để mà mua một một ký hả, nói hôm nay là lấy ví dụ một ký đi, một cam đi, thức ăn A, một ký thức ăn A đi, thì gì, tốn 3 ngàn. Thức ăn B là gì, tốn 4 ngàn. Thức ăn C là gì, tốn 1 ký, đúng rồi, là 5 ngàn. Thì điều đó có nghĩa là gì? 3x1 đúng không, cộng cho gì, 4x2 đúng không, cộng cho gì, 5x3. Thì vấn đề là gì, yêu cầu bài toán là gì, số tiền chi ra, đề yêu cầu là gì, tổng số tiền chi cho mua thức ăn ít nhất, đúng không ạ? Điều đó có nghĩa là gì, ở đây chúng ta đang đi xác định cái bài toán là cực tiểu, yêu cầu bài toán số tiền chi cho mỗi thức ăn ít nhất, nên ta có điều kiện là gì, 3x1 cộng 4x2 cộng cho 5x3, phải là gì, hàm min. Min có nghĩa là gì, tối thiểu. Ở lúc này chúng ta thấy rằng là gì, người ta xác định hàm max. Do đó vấn đề là gì, ba bước chúng ta cần phải xác định như vậy. Ta có mô hình bài toán đúng không, chúng ta cần phải xác định cho mình mô hình bài toán. Thứ nhất là gì, fx là đúng không, mô hình bài toán thứ nhất là gì, hàm mục tiêu đúng không ạ? Fx bằng gì, fx1 x2 x3 là gì, 3x1 cộng cho 4x2 cộng cho 5x3 là gì, cực tiểu. Cái thứ hai chúng ta cần phải xác định các cái ràng buộc đúng không. Cái thứ ba chúng ta, đây là cái ràng buộc thứ ba là xy phải lớn hơn bằng không. Rồi mình hỏi anh cái, có bạn nào không hiểu bài này không? Có bạn nào không hiểu không? Hiểu hết rồi phải không? Rồi bây giờ cái bước thứ tư chúng ta làm giùm mình một cái. Làm từ đây cho đến 6 giờ các em gửi cho mình, tại vì như thế này, các em gửi mail cho mình nha. Hệ thống LMS mình cố gắng tạo nhưng mà nó không có hoạt động nữa hay sao á. Do đó vấn đề là chúng ta làm xong chúng ta gửi mail trực tiếp cho mình. Nôm na các em để rằng là gì, bài thực hành 1 không ghi gì hết, ghi cho tụi mình là gì, bài thực hành 1, làm xong gửi mail cho mình từ đây cho đến 6 giờ tối được không? Biết được ạ. Thì chẳng hạn như là mỗi ngày thì mình sẽ hướng dẫn cho các em, thì buổi nay là buổi đầu tiên, thì thực ra thì ngày mai chúng ta sẽ phân tích cái mô hình Wiener và Wintin. 9 giờ đi thầy, 9 giờ hả? Vậy thôi mình cho các em từ đây đến sáng mai, từ đây đến sáng mai chỉ có một bài này, thực ra thì nó chỉ tốn 10 phút mà thôi. Tuy nhiên thì vấn đề là để cho chúng ta chuyên nghiệp, tôi để từ đây đến sáng mai thôi. Từ đây đến 12 giờ trưa mai, chiều mai chúng ta học bắt đầu lúc 1 giờ nha. Các bạn có nghe mình nói không? Có Rồi chiều mai bắt đầu học lúc 1 giờ, các em làm từ đây cho đến trưa mai. Thật ra thì mình không có điểm danh, từ đây đến trưa mai nộp cho mình bài này. Thì các em làm hôm nay như thế này này, chúng ta triển khai trên Excel, sau đó gửi cho mình, ghi bài là bài thực hành 1, vậy thôi, không cần phải ghi gì nhiều hết, để mình biết được, để mình chấm điểm nha. Rồi rồi thôi rồi, chào các em, buổi học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha. Chiều mai chúng ta bắt đầu 1 giờ. Các em lưu ý là chúng ta cố gắng, rảnh rỗi thì chúng ta cố gắng làm lại đi, để ngày mai chúng ta vào cái mô hình Wiener và Wintin thì nó khá là phức tạp,
Thì các em cần lưu ý, bữa hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn cho các em sơ bộ về cái vấn đề là triển khai cái bài toán quy hoạch tuyến tỉnh ở trên mạng mà thôi. Rồi, chúng ta nghỉ hôm nay bữa nay nghe.